Ồ, mạng. Mạng có vẻ yếu ha. Hello bà Ngọc Ngân. Chào chị Trích Bích nha. Cả nhà ơi, ai đang xem được livestream chấm tương tác thì mình đi. Chào chị Hồng Phượng nha. Mạng có vẻ yếu đúng không mọi người? Mạng có vẻ yếu đúng không ạ? Vào xanh áo len với giá 29k. Chào chị Văn Nông, chào chị Nguyễn Lan. Ai đang xem được livestream chống tương tác dùm mình nha. Chào Đông Phương nha. Chào chị Thu Doanh Nguyễn Huệ nè. Cả nhà ơi, ghim giùm em là chia sẻ một lần công khai trang cá nhân và 5 lần họ nhóm chợ nha, 10 lần họ nhóm chợ đi. Để mọi người săn áo len giá 29k nha. Em chào chị Amay, em mới nhìn thấy cái áo len mà của chị ở đây nè, chưa có xả đâu nhá. Chị lấy thêm hàng rồi em gửi luôn hàng một lần nha chị. Rồi, xin chào mọi người, chia sẻ dùm em một lần trang cá nhân công khai và 10 lần hội nhóm chợ nhé. Để chúng ta chuẩn bị là săn áo 29k nha mọi người. Em chào chị Loan Nguyễn ạ. Em chào chị Loan Nguyễn nha. Nay lên khuya. Nay bé nhà mình đi ngủ sớm. Cho nên lên khuya đó. Đợi mình xíu nha. Có tối không mọi người? Có bị tối không các chơi? Có bị tối không? Ai xem được livestream thì mọi người hey một cái nào. Chào chị Lan Anh, chào chị Nguyễn Thanh Ninh nha. Chào chị Văn Nông. Rồi chia sẻ giùm em một lần cho cá nhân công khai 10 lần hội nhóm chợ chuẩn bị xanh áo len 29k nha chị nhé. 29k một cái áo len siêu đẹp luôn. Tối lắm chị hả? Lan Anh ơi, tối lắm hả? Mọi người có thấy tối không? Các chơi, nếu mà tối mọi người, nếu mà các chế nào không thấy tối comment giùm em số 1 nha. Nếu như mà thấy là nó sáng ok thì comment giùm em số 2 nhé. Chào chị Hương Quỳnh. Chị Hương Quỳnh. Hương Quỳnh ơi, chị còn có một cái áo bên em đó. Hôm nay chị lấy thêm rồi em ship hàng đi nha. Các chế nào đang có một sản phẩm bên Huỳnh thì vui lòng là lấy thêm Huỳnh ship hàng. Chứ có một cái mà ship bằng hơn một nửa giá tiền cái áo rồi thì rất là tiếc luôn nha mọi người. Mọi người có thể lấy 3 4 cái. Được mà đúng không chị? Chắc là do Lan Anh ơi, em chỉnh cái chế độ màn hình của em cho nó sáng lên. Em chào chị Hậu Nguyễn nè. Cả nhà ơi chia sẻ giùm em đi ạ. Một lần trang cá nhân công khai 10 lần hội nhóm chợ để chúng ta săn hàng áo len với giá 29k nha các chị nhé. 29k một cái áo thôi nha các chị. Em chào chị Hoa Hồng Lê Pia nè, lâu lắm không gặp chị yêu rồi. Chào Thảo Sê Cô nha. Dạ ok. Ok đúng không chị? Chào bé ngốc xích ngô nha. Có cái thôi là thêm một cái 29k là em không có đi đâu chứ chị. Nếu chị ở thành phố thì ship nó cũng tầm 35 ngàn á. Còn nếu như mà chị ở huyện mà em đi cho chị là khoảng tầm 40-45 ngàn á. Của chị hình như cái áo canh dơi phải không em? Nhìn đâu em không biết nữa cái áo đó của chị hôm trước chị lấy đó em vẫn còn để ở đó đó chị. Đang tính like thấy chị like nên thôi. Ôi em cứ like đi. Em cứ like đi Thảo Sê Cô. Hay em like khuya khuya đi tí chị vô tương tác cho. Chào bà Nguyễn Bảo An nha. Đang nói cái gì hôm nay? Cái này thì chị Thu gì ta? Thu Thảo gì đây? Chào chị Hạnh Đặng nhé mọi người, chia sẻ giùm em đi một lần trang cá nhân công khai 10 lần hội nhóm chợ nha. Đúng rồi, có hai cái đó chị, nhưng mà chưa đủ 200k thì ship thì bill điện tính nha chị nha. Em không hỗ trợ ship được, nếu mà chưa đủ 200k là không hỗ trợ ship được ạ. Nha mọi người. Rồi em lên hàng. Mọi người chia sẻ mạnh tay để săn áo 29k nha, chia sẻ thật là mạnh tay lên. 29k là bán giá gọi là giá siêu sốc luôn á. Rất là nhiều nha mọi người. Chia sẻ một lần trang cá nhân công khai
tìm được cho em. À, chị bảo này, chị có màu xám thôi, màu xám với lại màu đỏ, không tìm thấy màu trắng. Em chào chị Trần Thị Kim Bích. Dạ, chưa thấy bị ẩn chị ơi, bây giờ em đang thấy comment của chị đó. Thảo sư cô ghim dùng chị đi. À dạ ok chị Hương Quỳnh. À, chốt được ok mà không vấn đề gì đâu, 29k hay là gì, chị muốn ship thì em ship thôi, còn phí ship bên chị tính mà. Em không biết cánh dơi hay gì chị ơi, cái áo len đó là áo len gì em còn chả nhìn thấy nữa. Lúc đó chị thích thì chị chốt, còn bây giờ chị không lấy thì thôi nha, em xả luôn đó. Chào Bèo Bích Ngân nè. Nói chung mọi người làm em không có hay quá. Hình như áo len nó giống áo len em đang mặc thì phải á. Nó giống áo len mình đang mặc nha. Hình như là giống đây, giống màu trắng. Thấy chưa? Nha chị Amay. Chia sẻ một lần công khai lên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm chợ để săn áo 29k nha mọi người. 5 lần cũng được đi. Tại vì mỗi lần mọi người ấy là mọi người phải chia sẻ một lần dùng Huyền nha. Để ghim đã. Chị thấy dạo em này em đỡ mụn không? Em đang xài xài trị mụn đó. Hình như dạo này hơi đỡ mụn tí. Cho xem màu đỏ đi chị. Đây gái, chị cho em xem màu đỏ nè. Dạ ok chị. Đây nè, nó là kiểu như vậy nhá, hàng rất là xịn luôn á. Nè Thảo Seco là dạng body nhá, màu đỏ và màu xám nhá. Rồi đây à, Thảo Seco thấy chưa. Ok chị, ôm body mà, nó là ôm body nha, rất đẹp luôn nè Thảo Seco. Màu đỏ cái này hàng rất là xịn nhá, nó còn kèm theo một cái tem cho em nữa, tem hai mác luôn. Hôm bữa mua hai bộ đồ sao không thấy chốt vậy. Chị Trần Thị Kim Bích ơi, chị mua hai bộ đồ em không thấy túi hàng của chị ở đây. Em không thấy túi hàng của chị ở đây, em không biết là chốt đơn gửi đi rồi hay chưa nữa. Đây nha Thảo Sư Cô. Áo chị mặc là len vừa phải nha, không có phải mỏng cũng không phải dài. Nó là len vừa phải nha. Len rất đẹp luôn, đây. Nè sao, có nhìn thấy không mọi người? Form gì? Cái này form rất đẹp. Đây nha. Đây hàng xịn nha. Rồi, mặc cho các sếp xem nè. Có màu đỏ và màu xám nha. Đây. Rất là đẹp luôn, chất len siêu đẹp luôn nha. Len form cực kỳ chuẩn nha mọi người. Đây ạ, à, cái này co giãn cực kỳ tốt, 60kg mặc thoải mái luôn. Đó. Rồi, đây nha. Cái này có màu đỏ và màu xám. Đẹp không? Lết rất là đẹp luôn, chất len rất là đẹp luôn, 65k một cái thôi. Thảo Sê Cô lấy thì chốt nha. Chốt cho chị. Có dạng rất là tốt nha mọi người, không có ấy đâu, rất là đẹp. Rồi cái đỏ này có chế nào lấy không? Thấy chưa? Tôi nói mà đẹp, lên form đẹp là lấy liền nè. Cái này còn nữa nha, 65k một cái thôi. Rất là đẹp luôn nha các chị nha. Nó là dạng len tâm nha mọi người. Mặc rất là thích luôn. Hai bộ đồ mèo. Vậy hả chị, ok để em tìm cho chị nha, chị Kim Bích nha. Em tìm cho chị, nếu như mà thất lạc hàng của chị để em tìm cho chị, chắc là nó bị rơi ở đâu thôi. Chứ em không thấy đơn của chị á, không biết là có đi chưa. Đen đỏ là ok rồi nha, họ sẽ cố. Rồi mọi người ơi, bây giờ chia sẻ, ai đã chia sẻ comment dùm Huyền đã chia sẻ nha. Kèm theo là 29k. Chào Mỹ Phương Thầy Thị, cái nào ạ? Cái đỏ em đang cầm là 65 nha. Còn cái đỏ lúc đầu em mặc là 79 nha chị Mỹ Phương Thầy Thị. Có màu trắng nữa ạ. Đây. Cái đỏ này nó có kèm theo tay nha. Tay cánh dơi 65kg đổ lại mặc vừa nha mọi người. Rồi ai lấy cái đỏ em cầm trên tay tay cánh dơi này thì chốt nha. Hello chị Trần số 25 đi. Màu này số 25 đồng Huyền nha. Đây. Rất là đẹp luôn, có màu trắng nữa ạ. Có màu trắng nữa nha.
Ok mọi người comment giùm em cú pháp là đã chia sẻ 29k. Ai đã chia sẻ comment giùm em cú pháp đã chia sẻ 29k nhé. Bây giờ không biết làm sao luôn ấy, đợi mình xíu nha. 9%. Để không biết làm sao để xem là mọi người đã chia sẻ bao nhiêu lần luôn á. Để mà chốt 29k nha mọi người nha. Em có Facebook rồi trời. Rồi. Chia sẻ đi mọi người ơi. Để hình kiểm tra nha. Các chị nào đã chia sẻ comment đã chia sẻ 29k giùm mình nha. Được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nhỉ? Được 71 lượt chia sẻ rồi các tình yêu ơi, 71 lượt chia sẻ. Lên được 100 lượt chia sẻ đầu tiên ha. Là mình sẽ rồi, lên 100 lượt chia sẻ đầu tiên là mình sẽ chốt 29k cái đầu tiên nhá. Chào chị Mông Mông. Rồi, Thảo Xe Cô giúp chị nha, xem giùm chị bao nhiêu lần chia sẻ đi. Tại hôm nay máy của chị không có. Cái máy này không có Facebook. Được chưa mọi người? Rồi cái áo này ai lấy không ạ? Mọi người có thấy bị tối không? Hơi bị tối đúng không ạ? Buổi tối like nó hơi bị tối á. Chào chị Vân Anh, chào mọi người nha. Chỉ cần chia sẻ và chúng ta sẽ được mua là với giá 29k nha mọi người. Đã chia sẻ 29k chùm Huyền nha. Mỗi chị được mua một cái vui giá 29k thôi nha mọi người nha. Rồi được chưa? Lên 100 được chia sẻ đầu tiên thì mình sẽ chốt là đạt là 29k nha. Được chưa? 29 giống với 39 thôi chị Hương Quỳnh. Mọi người comment giùm em cú pháp là đã chia sẻ 29k. Comment liên tục giùm em đi để em chốt này, cái đầu tiên này. Rất đẹp nha mọi người. Hàng Quảng Châu xịn luôn. Rồi, chế nào đã chia sẻ thì cứ comment mạnh tay là đã chia sẻ 29k. Đỏ, kiểu đỏ chị đang mặc hả Chí Trần? Đỏ chị đang mặc có màu trắng nữa, 79k nha em. Rồi ok mọi người comment liên tục đi. Và chế nào chưa chia sẻ thì vui lòng là chia sẻ đúng không ạ. Còn chế nào đã chia sẻ rồi thì comment giùm em là đã chia sẻ kèm theo 29k nha mọi người. Cái áo đầu tiên nha mọi người. Đây ạ. Rất đẹp luôn ha. Rồi nhanh tay lên mọi người. Cái tay này là tay lỡ chứ không phải là tay dài nha mọi người nhá. Tay này tay lỡ thôi ạ. Chất lên siêu đẹp luôn, lên tâm siêu đẹp luôn nhá. Rồi đã chia sẻ 29k giùm Huyền nha. Rồi ai đã chia sẻ comment lên được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người ha. Thảo Xe Cô còn đó không? Em chào chị Nguyễn Thiên Nga. Thảo Xe Cô còn đó không? Kiểm tra giùm chị coi được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mọi người ơi, được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mình không nhìn thấy nè. Không nhìn thấy nè. 100 chưa mọi người? Mấy được có 74 lượt hả? Đấy, xíu nha. Nặng méo gì lát kinh. Rồi mới được 79 lượt thôi nha các chị nha. Chia sẻ mạnh tay lên. Chia sẻ mạnh tay lên mới được có 79 lượt thôi. 79 lượt thôi. Em chào Hà, chị Hà Thị Hải. Cái gì ạ? Chỉ chân làm gì được 100. Mới được có 79 nữa thôi. À, cái áo mình đang mặc, áo mình mặc là 79k. Còn bây giờ mình đang chơi game là 29k nha mọi người nha. Chia sẻ mạnh tay lên. Mọi người ai chia sẻ rồi comment đã chia sẻ 29k giùm mình nha. Mình thấy nó cũng sáng lắm luôn ấy, chứ không có tối đâu nha. Em chào chị Thi Vân nè. Em chào chị Thi Vân nha. Chị, vậy chị có thể tặng cho con được chị.
mọi người ơi, mọi người không mặc được, mọi người có thể tặng cho con mình nha. Chứ bây giờ em biết làm sao? Bây giờ em bán giá 29k, em sẽ bóc cái nào bán cái đó nha. Không, lịch chia sẻ kìa. Lịch chia sẻ đó chị Trần ơi. Chứ tính được xem làm gì chia sẻ bằng tay lên mọi người, chưa được 100 lượt đâu. Chưa được 100 lượt đáng chia sẻ đâu nha mọi người nha, chưa được 100 lượt đâu ạ. Chia sẻ mạnh tay lên em mới chốt quà hà được nha mọi người. Quá đẹp luôn. Cái áo đỏ này có ai lấy không ạ? Đây, áo này cực kỳ xinh nhá. Áo này các chị có thể mặc bẹt vai, có thể mặc bên rớp một bên vai nha. Cái này 55kg đủ lại mặc vừa ha. Co giãn cực kỳ tốt, chất len tâm nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn. Chào chị Trúc Ly. Chia sẻ mạnh tay lên các tình yêu ơi. Các chị không chia sẻ là sẽ không có cơ hội để nhận quà đâu nha. Rồi, chưa được 100 lượt xem nữa. Chưa được 100 lượt chia sẻ nữa. Cả nhà xem giùm em là được bao nhiêu lượt chia sẻ nhắc giùm mình nha. Lên được 100 lượt chia sẻ là các chị nhắc để em chốt quà liền tay nha, để đỡ tốn thời gian của tất cả mọi người luôn. Áo đỏ này có ai lấy không ạ? Cái này có màu đỏ, màu trắng nè. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông ấm nghe bao sắc. Rất là xinh luôn. Đó, rất là xinh luôn ha. Rất là đẹp luôn. Nãy giờ chốt được gì cho chị Hương? Chưa chốt được gì hết. Đây, có màu vàng và màu xanh. Cực kỳ đẹp luôn ha mọi người. Này, cái này các chị có thể mặc của Tuyền ha. Có thể mặc lệch vai nha. Được chưa ạ? Rất là xinh. Rồi mọi người ơi, nhanh tay lên. Được 100 lượt xem chưa? 100 lượt chia sẻ chưa mọi người? Phải chia sẻ mạnh tay lên để mới chốt được quà. Các chị đi đâu hết rồi? Người yêu ơi có biết. Hay em tặng cái áo đỏ nha. Nếu các chị không muốn mua 29k thì em tặng áo nha. Mọi người còn ai xem được live không? Còn ai xem được live stream không vậy? Không thì chơi game tặng áo nha mọi người. Chơi game tặng áo đây. Thấy mọi người chẳng có hứng thú gì hết trơn nè. Em cũng chẳng hứng thú gì luôn. Chơi game tặng áo nha. Không chơi bán 29k nữa. Đường xa chơi. Xuyên cứu sao không xuyên? Cẩn thận ngủ mất tiêu rồi. Buồn buồn lên live chơi. Chơi game tặng áo. Chơi một câu hỏi tặng áo nha. Rát cái cổ quá. Cái câu hỏi này là cái câu hỏi hôm trước. Hôm trước mình có chơi một lần rồi, hôm nay mình chơi lại nha. Chơi vui vui thôi mọi người, chứ bây giờ nói thật là buổi tối mình like mình cũng không có hứng thú lắm đâu. Chào chị Võ Bảo Loan. Dạo này có vẻ già rồi. Mọi người thấy rõ không? Trời ơi, may quá, thấy rõ quá luôn ý. Mình sẽ gọi đi câu một lần cho các em công khai 5 lần hội nhóm chợ để được chơi game tặng áo miễn phí nha mọi người.
chơi game vui vui. Mọi người thích tặng áo dạ, em cũng sẽ tặng áo dạ cho mọi người luôn, chỉ cần lên được ha. Hiện tại bây giờ em sẽ giới hạn mốc nha mọi người, giới hạn mốc nha, chơi game tặng áo nha. Nếu như mà mọi người lên được khoảng tầm dưới 300 mắt á thì mình sẽ tặng áo len, trên 300 mắt thì mình sẽ tặng áo dạ nha mọi người, cho nên chia sẻ mạnh tay lên. Rồi đây nha, một ông già ông đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy gì. Câu này rất là vui luôn, mọi người cứ trả lời đi, chơi vui là chính cho mọi người, không có ấy nha, đừng có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề được hay không được, bởi vì không được mọi người cũng chả mất gì, đúng không ạ? Mọi chân chưa chính xác. Mọi người chia sẻ lên được trên 300 mắt xem, mình sẽ tặng áo dạ, còn dưới 300 mắt xem mình sẽ tặng áo len, cực kỳ chọn đẹp luôn ha. Chia sẻ một lần trang cá nhân công khai, 5 lần hội nhóm chợ chơi game tặng áo dạ ha, áo dạ đang mặc. Thấy chiều tối rồi chưa chính xác, mọi chân chưa chính xác nha chị Hương Quỳnh. Thấy cây chưa chính xác, cho nên bây giờ mọi người phải đẩy lượt view lên cho em. Trên 300 view thì sẽ tặng áo dạ, dưới 300 cái con mắt á là sẽ tặng áo len nha. Áo len là áo len siêu cấp mình đang mặc luôn, và áo dạ là áo dạ này nha mọi người. Còn khi các chế lên được 1.000 thì em sẽ tặng cả hai luôn, và tặng thêm kèm thêm nữa nha. Mệt chưa chính xác ạ, mệt chưa chính xác nha mọi người, mệt chưa chính xác nha chị Mỹ Phương Tài Thị ơi. Rồi, một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy gì. Cho nên mọi người phải cùng chia sẻ lên ha. Mọi người chia sẻ lên giùm em, thấy ghế đá chưa chính xác. Ghim lại giùm Huyền đi em, một lần chia sẻ trang cá nhân công khai và 5 lần hỏi nhóm chợ sẽ xanh áo 29k, mình sẽ xanh áo không đồng nha. Trẻ nào chưa có theo dõi Facebook của Huyền ở chế độ xem trước thì vui lòng theo dõi đi ha. Dưới 300 con mắt thì mình sẽ tặng áo len, phía trong mình đang mặc nha, cực kỳ xịn luôn. Rồi, nếu mà trên 300 mắt xem, thấy trời mưa chưa chính xác, mình sẽ tặng áo dạ nha, free ship tận nhà cho mọi người. Nhớ dùm em là chế nào được tặng thì nhớ chụp lại màn hình 5 lần chia sẻ lên hội nhóm chợ dùm mình nha. Nhớ dùm mình điều đó nha. Và inbox địa chỉ số điện thoại dùm mình thì mình mới biết gửi quà cho ai, cho ai nha. Các chế không inbox địa chỉ số điện thoại thì không thể nhớ được ha. Thấy toàn công viên chưa xác, chưa chính xác chị Kim Bích ha. Chia sẻ là mạnh tay lên mọi người ơi, một lần trang cá nhân công khai, 5 lần hội nhóm chợ, trẻ nào mở vô xem thì chia sẻ lên ha. Rồi, cả nhà chia sẻ lên đi, 120 thì mình sẽ gửi tiếp nha. Thấy nhiều trẻ đang xem không chơi gì vậy? Con đường chưa chính xác. Gợi ý luôn nha, nó có hai từ thôi nha mọi người. Hai từ. Mệt chưa chính xác nha chị Hoàng Thị Xuân. Nhớ dùm em là chia sẻ một lần trang cá nhân công khai, 5 lần hội nhóm chợ và theo dõi Facebook của Huyền ở chế độ xem trước. Theo dõi Facebook của Huyền ở chế độ xem trước nữa nha. Chào chị Tina Thái. Thấy hoàng hôn chưa chính xác. Thấy đói chưa chính xác nha mọi người. Thấy cái gì, một người mà đi quanh công viên từ sáng đến chiều hỏi thấy cái gì. Ông già chứ không phải ông gì. Ông già nha mọi người. Ông già. Ông đi quanh công viên từ sáng đến chiều hỏi ông thấy gì. Tiền chưa chính xác, nhanh lên mọi người ơi. Khác chưa chính xác. Thấy khác chưa chính xác nha. Có hai từ nha mọi người. Hai từ. Rồi, trẻ nào đang xem livestream này nhớ chia sẻ dùm em một lần trang cá nhân công khai, 5 lần hội nhóm chợ. Nếu như khách mới vui lòng theo dõi Facebook của Huyền ở chế độ xem trước để chúng ta cùng chơi game nha mọi người nha. Hôm nay em like trễ vậy, dạ chị. Em like hơi trễ chị ơi. Dạ, hôm nay bé đi ngủ em like chơi vui á. Mọi người chia sẻ bằng tay lên dùm em, nhớ dùm em nha. Trên 300 con mắt xem em sẽ tặng áo dạ siêu cấp em đang mặc nha. Còn dưới 300 con mắt xem sẽ là tặng áo len nha mọi người. Cho nên các chị nào đang xem livestream ở đây vui lòng chia sẻ livestream dùm em một lần trang cá nhân công khai và 5 lần hội nhóm chợ để chúng ta cùng chơi game nha. Dạ, thấy mệt chưa chính xác nha chị Nguyễn Thu Thị. Thấy tiền chưa chính xác nha chị Võ Bảo Loan nha. Rồi, trẻ nào đang xem livestream thì vui lòng chia sẻ giùm em mạnh tay lên một lần trang cá nhân công khai và 5 lần hội nhóm chợ giùm em nha. Trẻ nào khách mới vui lòng bấm theo dõi Facebook của Huyền, bấm kết bạn với Huyền nha, bấm kết bạn với Huyền nha. Và để ở chế độ xem trước, đau chân chưa chính xác, thấy người chưa chính xác nha chị Hương Quỳnh.
Dạ, chia sẻ mạnh tay lên mọi người. Trẻ nào chưa chia sẻ vui lòng chia sẻ. Trẻ nào đã chia sẻ rồi vui lòng comment mạnh tay lên giùm em. Có hai từ thôi, quá đơn giản luôn. Một ông già ông đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy cái gì. Thấy cái gì mọi người ơi? Mọi người nghĩ nghĩ đi, suy nghĩ một tí. Thấy bà Huyền, thấy tôi chứ. Bà Bích Ngân ạ, à, thấy tôi làm gì? Ông thấy tôi chứ ông đập tôi béo mọ quá. Rồi mọi người ơi, nhanh tay mạnh tay chia sẻ, nhanh tay mạnh tay comment lên đi. Em thấy rồi, rã rời luôn rồi đó. Cả nhà có thấy em không vậy? Thấy tôi làm cái gì bà Bích Ngân? À, chị Bích Ngân ơi, chị bao nhiêu tuổi vậy? Từ hôm giờ bánh hàng quen nhau lâu rồi mà chưa biết chị bao nhiêu tuổi vậy? Có khi chị lớn tuổi hơn em thì em ngại quá, toàn xưng nghe chị em. Rồi mọi người ơi, thấy cái gì? Một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy cái gì? Chỉ có hai từ duy nhất. Dưới 300 con mắt xem em sẽ tặng áo len nha. Trên 300 con mắt xem em sẽ tặng áo dạ nha các chị nha. Dạ rã rời chưa đúng nha chị Hương Quỳnh. Dạ thấy tách. Thấy tách gì ba? Thấy tất chưa chính xác nha Thảo Seco. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em một lần trang cá nhân công khai và 5 lần hội nhóm chợ kèm Bích Ngân là con nít em ơi. Vậy hả chị Tina Thái? Vậy mà cứ kêu em là bà Huyền tôi. Tưởng bà đó có lớn tuổi hơn em. Dạ, dạ thấy đó chưa chính xác nha chị Hoàng Thị Xuân. Dạ em chào chị Phương Thu Phùng. Chia sẻ một lần trang cá nhân công khai 5 lần hội nhóm chợ và kết bạn với Facebook của Huyền ở chế độ xem trước nha. Để được xanh áo giả không đồng, áo len không đồng nha các tình yêu. Được chưa? Thấy mọi chưa chính xác. Em chào chị Thu Thanh. Công viên chưa chính xác như chị Hương Quỳnh. Mọi người làm sao đẩy lượt view lên cao lên. Em thấy lượt view của chúng ta hiện tại nó không thể lên được. Em không hiểu nguyên nhân tại sao luôn á. Các chế nào mới vào xem livestream vui lòng chia sẻ giùm em nha. Em biết là mọi người ở đây hầu như trẻ nào cũng hầu như rất là chia sẻ rất là nhiều. Và chế biết không, các chế mỗi ngày chia sẻ khoảng tầm 25 lượt trở lên là các chế đã bị khóa cái lượt chia sẻ lên trên nhóm rồi. Cho nên trẻ nào đang xem livestream ở đây vui lòng, nếu không chia sẻ lên trên nhóm mà thành công được, các chế vui lòng là bấm mời bạn bè ở trong mạng sale dùng Huyền nhé. À, gợi ý nè, có hai từ thôi, có hai từ thôi, rất là dễ luôn. Mọi người phải lên view em mới gợi ý được thêm, chứ bây giờ không lên view em gợi ý như vậy là em không tại nào mà ấy được luôn á. Thấy một mình chưa chính xác như chị Trần Thị Kim Bích. Thấy một mình chưa chính xác. Bây giờ em lên chơi là chơi vui vô mọi người nha. Còn trẻ nào mà thật sự mà thích chơi thì mọi người chơi ha, thích chơi thì mạnh chia sẻ mạnh tay lên dùng Huyền nha. Thấy một mình chưa chính xác. Nó có hai từ thôi mọi người. Trẻ nào có ba từ loại một từ đi. Có hai từ thôi, hai từ. Cô đơn chưa chính xác nha Thảo thế cô. Rồi thôi bị hết mạng hả chị? Các chị ơi, em nhắc nhẹ các chị ha. Chị nào đang có một cái hàng ở bên nhà em, vui lòng là chốt đơn gửi đi hoặc inbox cho em. Nếu chị nào mà không inbox em sẽ xả đơn nha. Dạ thấy buồn chưa chính xác. Thấy trời tối chưa chính xác nha chị Kim Bích. Nao lòng chưa chính xác nha Thảo Sê Cô. Chia sẻ mạnh tay lên. Dạ mọi chân chưa chính xác nha chị Xuyên Đoàn. Nao lòng chưa chính xác nha mọi người. Chia sẻ lên đi mọi người. Nó có hai từ, hai chữ thôi. Nhanh tay lên mọi người. Phải chia sẻ mạnh tay lên. Bây giờ được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Các chế thấy gì thùng rác mà Thảo Sê Cô làm gì thùng rác ở đây nữa má. Chào Nam Si Hồng, hello xích đu chưa chính xác nha. Em chào chị Bùi Thị Nhàn. Vào chơi game và chia sẻ một lần trang cá nhân công khai 5 lần hội nhóm chợ trước khi chơi game dùng Huyền nha. Sau đó chúng ta nhớ bấm kết bạn với Facebook của Huyền, bấm kết bạn nữa nha mọi người. Mới được có 100 lượt chia sẻ thôi, chơi cái gì trời. Nhiều người comment thế mà mới được có 100 lượt chia sẻ thôi. Em chào chị Đồng Nguyễn Thái Cơ chưa chính xác nha. Tặng áo dạ nha mọi người. Vậy hả? Đi quanh công viên từ sáng đến chiều thấy thùng rác hả? Vậy bị đọc ghê không? À, tới khác chưa chính xác nha. Thấy mắt tè nữa má. Bà Bích Ngân này vui tính ghê.
Nhanh tay mọi người ơi, nhanh tay mọi người ơi, gần đến giờ đi ngủ rồi. Chào chị Hoàng Thiên. Chào Hoàng Thiên nha, lâu lắm không gặp bạn Hoàng Thiên này rồi. Một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy cái gì? Rồi, hai từ. Nó xàm mà. Biết là vậy nhưng mà nó cũng phải có một cái gì đó nó logic một tí chứ. Thấy là bán đi còn mua đi đi ngủ nữa, trời ơi. Trời, cho tôi chơi game một xíu đi mấy má. Lâu lâu để cho bạn chơi game một xíu, không cho bạn chơi game gì hết trơn vậy trời. Mọi chân như chính xác, nhớ nhà chứ. Nhớ nhà nữa chứ. Lâu lâu mấy bà này có những cái câu trả lời xàm mà cố luôn. Mấy bà chưa chính xác nha chị Hoàng Thiên. Hớn gọn vô chính xác. 100 xe má ơi. Chia rồi còn chơi game gì nữa. Chơi game bởi vì khuya mới chơi game đó bà Bích Ngân. Trời, hôm nay tôi nói là hàng của tôi nó một đống một đùi luôn, có lôi ra bán cũng không biết lôi sao nữa. Tại khuya đó, bởi vì khuya cho nên tôi mới chơi game cho vui á. Dù gì nữa vậy. Lang thang là cái gì? Mọi trên vô chính xác nha chị Mứa Phương Tài Thị. Cái vụ gì trời? Thấy uống gô lần ổn đẹp quá nè. Hôm nay tôi không có bán hàng đâu mấy má ơi. Mấy má chịu hoa mát. Chào chị hoa mát. Hoa mát ơi nhìn áo dạ đẹp không? Hôm nay em chỉ chơi game thôi mấy chị ơi. Hôm nay em không có sức bán hàng nữa. Mấy chị yêu thương em thì chơi game của em nha. Rồi hoa mát nè, nhận được áo dạ đẹp không? Bà Lành Lê nè, hồi nãy hai bà vô comment cái gì trong nhóm khởi nghiệp vậy? Bà Lanh Lê chờ chửi tôi đó hả? Chờ hoài để chị lên livestream hả trong nhóm hả? Chị like ở đây luôn được không? Mệt mỏi chưa chính xác nha chị Mưu Phương Gia Thị. Nhớ con chưa chính xác nha chị Xuyên Đoàn nha. Chia sẻ mạnh tay lên, ai đang xem livestream này chia sẻ đi. Trời ơi biết sao không? Chị đến like mà tự nhiên quên mất. Xong rồi cái tự nhiên con thỏ đi ngủ cái chị lên đi like luôn à. lên đây chia sẻ trên này nè, lên đây chia sẻ like gulin. Chị đang like gulin đó. Hôm nay định like quần áo nè, mọi người có cho em like trà không vậy? Thấy nhớ nhà chưa chính xác đâu ạ. Lành thành chưa chính xác nha chị Bùi Huyền Nhàn. Hồng giận rồi, giận gì, đừng có giận trời giận chị. Em sống với ai, hồi nãy bà Hồng lên đây không thèm nói năng chị chứ chị luôn. Có nhìn thấy chị không? Em thấy chị Liên Nguyễn nhá. Chị Liên Nguyễn đó hồi trưa chị lấy một cái áo màu xám đó, chị nhớ không? Nhớ nhà chưa chính xác nha chị Xuyên Đoàn. Dạ đi từ sáng đến chiều chắc không nhớ nhà đâu. Mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay và chia sẻ mạnh tay lên em thấy là thấy Phạm Y Nhi luôn. Thấy Liên Trang luôn, chóng mặt hả? Chưa chính xác chóng mặt nha. Thấy buồn chưa chính xác nha Bích Ngân. Rồi, chóng mặt chưa chính xác đâu. Kêu bà Lâm Sĩ Hồng lên đây chơi. Đúng rồi, khát nước, bây giờ chị đang khát nước, đi uống nước đó. Nhưng mà ông không khát nước mà mình khát nước. Trời ơi, hết nước luôn rồi, khổ ghê. Ấy mình già hả? Chưa chính xác. Mọi chân thì chính xác luôn. Mà em thấy lượt view của chúng ta hình như nó không tăng lên á. Khát đói chưa chính xác. Bây giờ có người đang dựa em xối xả kìa các chơi. Thấy vui chưa chính xác, cho nên mọi người phải chơi game mạnh tay lên dùm em. Lượt view không tăng là không tặng quà đâu nha. Lượt view không có tăng được 200 là không có tặng quà đâu. Tặng đồ rất là giá trị luôn mà mọi người không chia sẻ cho em thì biết làm sao.
Rồi được 117 lượt chia sẻ thôi mấy má ơi. Mấy má chia sẻ gì mà chậm chạp chứ hả? Ít quá. Buồn ngủ cho chính xác, bình yên cho chính xác luôn. Cái từ này nó dở lắm, ải chưa chính xác nha Phạm Y Nhi và chào Thủy Uri nha. Rồi chia sẻ mạnh tay lên đâu cho anh chị chính xác nha chị Mỹ Phương Tài Thị nha. Và yên tĩnh chưa chính xác nha chị Xuyên Đoàn nha. Và em thấy mới có 117 lượt chia sẻ thôi, em đang buồn lắm đấy. Đâu gần chưa chính xác nha, mọi người phải lên được 200 mắt xem đi. Tê chân chưa chính xác, tê chân chưa chính xác. Các chế chia sẻ mạnh tay lên dùm em nữa đi. Thấy mọi chưa chính xác nha chị Mai Yến. Chế nào mà khách mới vui lòng là bấm kết bạn với Facebook Huyền nha. Bấm kết bạn với Facebook Huyền để đúng mấy nhân kế đi. Rồi chia sẻ mạnh tay mọi gối chưa chính xác, mọi gối chưa chính xác nha. Mọi mệt chưa chính xác luôn, mọi mệt chưa chính xác nha Phạm Uy Nhi nha. Nhà nó có hai từ thôi các chơi, có hai từ thôi mà em bây giờ mới em thấy buồn ghê, mới có được 117 lượt chia sẻ thôi thì đến bao giờ nó mới lên được 200 các chơi, mới đến được lên được 200 mắt. Mệt mỏi chưa chính xác, lạ người chưa chính xác nha, các chế phải chia sẻ mạnh tay lên dùng Huyền nữa đi ạ. Chia sẻ thật là mạnh tay lên, em chào chị Trần Mụ nhé. Dạ chia sẻ mạnh tay lên các tình yêu ơi. Con gái nó ngủ. Nó ngủ mà em ngồi ở đây em la em hét em lo em lối không biết nó có muốn thức dậy không. Đường cong chưa chính xác nha chị Tài Thị. Dạ thấy khác chưa chính xác nha chị Mai Yến nhá. Dạ rã rời chưa chính xác đâu ạ. Rã rời chưa chính xác đâu, em gợi ý luôn nha. Từ đầu tiên nó là từ thấy nha mọi người. Máy nó hết pin chị sạc pin đi, ngày nào em cũng vậy á. Em nói thiệt các chế chứ em phải gợi ý cho các chế mạnh nhậm tay lên. Từ đầu tiên là từ thấy. Từ đầu tiên là từ thấy nha, mọi người có nhìn thấy không? Còn từ thứ hai là từ gì mọi người suy nghĩ. Và không. Thấy nạn chưa chính xác đâu. Rồi bây giờ các chế không chia sẻ được là em ngừng like nghe nha. Em ngừng like luôn á. Tại vì bây giờ em đang có một cái cuộc hẹn rất là quan trọng luôn. Mấy bạn sĩ của em mà tự nhiên em quên mất. Nấy rảnh mới đi từ sáng đến tối thiệt. Nhưng mà không đúng. Các chơi. Thôi vậy bây giờ em hẹn các chế ngày mai chơi tiếp nha. Đây bây giờ mấy giờ rồi? 38 phút rồi mọi người ơi. 38 phút mà nó không lên được 150 view thì làm sao mà chơi. Em chào chị Phượng Trần nha. Mọi người ơi, bây giờ mọi người phải đẩy lượt view lên ít nhất được 130 lượt xem trong vòng 2 phút nữa để em tiếp tục chơi nha. Không thì em sẽ ngưng chơi tại đây. Ngày mai chơi tiếp. Khi nào mà nó lên cao thì chơi. Thấy tối chưa chính xác? Thấy nhớ chưa chính xác nha mọi người? Thấy mỏi chưa chính xác? Thấy già chưa chính xác nha mọi người nha? Sĩ già chưa chính xác rồi. Thấy mỏi chưa chính xác? Thấy tối chưa chính xác? Thấy tối chưa chính xác? Em chào chị nhỏ nhí. Thấy nọng chưa chính xác mọi người ơi, chia sẻ lên. Em đã chia sẻ 35 nhóm rồi, chị Phạm Y Nhi đã chia sẻ 35 nhóm kìa. Thấy nhà buồn chưa chính xác? Thấy nhà chưa chính xác luôn? Thấy yên chưa chính xác? Thấy yên chưa chính xác nha? Thấy yên chưa chính xác luôn? Yên là cái gì? Thấy thích chưa chính xác nha mọi người? Thấy gió chưa chính xác nha? Thấy gió chưa chính xác nha? Thấy thích chưa chính xác nha mọi người? Thấy gió chưa chính xác? Thấy thích chưa chính xác? Thấy chiều chưa chính xác? Thấy chiều chưa chính xác? Thấy thấy chuột mọc mít ướt rồi kìa. Thấy đứa chưa chính xác đâu? Nhanh tay chia sẻ lên. Em chào chị Phương Mai Trần. Nhanh tay chia sẻ lên, 300 chia sẻ hôm nay em chơi tới bến với các chơi luôn ha. Em chơi tới bến em chỉ có chơi thôi, không có ấy nha. Không bán hàng luôn, nếu như các chơi không chia sẻ mạnh tay lên đó là các chơi sẽ không bao giờ biết được cái kết quả này đâu. Thấy dân chưa chính xác nha. Thấy tối chưa chính xác, nó chỉ có hai từ mà từ đầu tiên tự thấy rồi. Từ thứ hai chắc chắn là một từ rất là dễ luôn. Rất là dễ luôn. Dù là chơi game ấy chị Tú Cẩm. Em hôm nay em lên đi chơi game mà nhiều người đang oán trách em kìa trời, em quên mất luôn. Em đang có một cái cuộc hẹn rất là quan trọng luôn mà em quên mất. Thấy ghế chưa chính xác, thấy bạn chưa chính xác, thấy lạ chưa chính xác nha chị Xuân Hàn. Mọi người phải mạnh tay đẩy lượt view lên, đẩy lượt view lên cho em. Thấy vậy bà Kim Bích.
thấy vãi cái gì, vãi cái gì, vãi linh hồn hay là vãi cái gì? Gợi ý đi ba ơi, trời tôi gợi ý quá trời luôn, nó có hai từ mà từ đầu tiên tôi đã ở gợi ý từ thấy rồi. Từ thứ hai em gợi ý luôn mà là một từ rất là ngắn nha mọi người nha, rất là ngắn luôn. Từ thứ hai là một từ rất là ngắn luôn nha, không có dài đâu. Cho nên là mọi người suy nghĩ một tí là nó cũng ra luôn ha. Dạ thấy cái gì ạ? Tặng quà 29k cho chị không? Dạ. À dạ bây giờ em không tặng quà 29k nữa chị Chí Trần ơi. Bây giờ em đang chơi game. Thấy nợ chưa chính xác, thấy hay chưa chính xác, thấy tài chưa chính xác. Mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi? Chia sẻ mạnh tay lên giùm em, mới được có 119 lượt xem thôi, mới được 119 lượt xem thôi ạ. Thấy quen chưa chính xác, thấy ê chưa chính xác mọi người ha. Rồi các chị ơi, em nói 2 phút sau các chị không lên được 130 view em buồn, em đi ngủ đây. Em buồn quá em đi ngủ đây, cho nên mọi người phải chia sẻ lên giùm em. Chia sẻ lên giùm em mạnh tay lên. Mọi người ơi, bây giờ chắc là các chị cũng không có thể nào ngủ được đâu, bởi vì bây giờ nó còn quá sớm đi. Bây giờ hiện tại chúng ta là thuộc dạng là thức đêm á, cú đêm nhiều hơn. Cú đêm rất là nhiều cho nên các chị phải chơi cùng em đi để cho nó đỡ buồn. Thấy xa chưa chính xác, thấy xa chưa chính xác, thấy oải chưa chính xác nha, thấy thấy đá gì bà? Thấy đá gì bà sao xe cô? Dạ, oai chưa chính xác cho chị Bùi Thị Nhàn nha. Dạ, xa chưa chính xác nha, xa chưa chính xác. Yêu, yêu ai? Yêu hay không yêu nói một câu. Không yêu, không thể yêu được. Thấy nạn chưa chính xác, thấy xe chưa chính xác. Chữ thứ hai rất ngắn. Từ thấy rồi, từ thứ hai rất ngắn. Ngắn lắm mọi người, ngắn lắm. Ngắn lắm nha. Ngắn hơn này, ngắn hơn này, ngắn lắm nha mọi người. Đừng có lấy từ thứ hai quá dài. Xe chưa chính xác. Nói luôn, từ thứ hai nó chỉ có hai chữ. Hai từ thôi. Từ thứ hai nó chỉ có hai chữ cái thôi nha. Thế mà còn không chơi được nữa thì thôi. Từ đầu tiên là từ thấy. Tất nhiên từ đầu tiên là từ thấy rồi ha. Từ thứ hai nó chỉ có hai chữ cái thôi mấy má. Mấy bà ơi, từ thứ hai nó chỉ có hai chữ cái thôi. Vậy nó là thấy cái gì? Thấy lạ chưa chính xác, ồn chưa chính xác, gì chưa chính xác. Trời ơi, thấy gì là sao? Thấy cái gì? Thấy xa chưa chính xác. Từ thứ hai chỉ có hai chữ cái. Đúng rồi, vui quá, em cũng thể vui luôn. Thấy ồn chưa chính xác. Thấy ồn chưa chính xác nha, có hai chữ cái. Lạ chưa chính xác. Ồn chưa chính xác nha mọi người. Đi chưa chính xác. Ồn chưa chính xác. Ồn chưa chính xác. Đi chưa... đi đâu? Không đúng, đi tị là cái gì? Chưa chính xác. Ồn chưa chính xác. Chia sẻ tiếp đi mọi người ơi, chia sẻ tiếp mạnh tay lên. Oh my god, có bà thấy ma luôn. Không đúng, thấy ma làm sao thấy ma, thấy bé chưa chính xác. Thấy ồn chưa chính xác. Mệt chưa chính xác. Thôi em đi ngủ đây nha mọi người nha. Một ông già mọi người ơi, một ông già ống đi quanh công viên từ sáng đến chiều hỏi ống thấy gì? Một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều hỏi ống thấy gì? Một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều hỏi ống thấy gì? Nó có hai từ. Từ đầu tiên là từ thấy và từ thứ hai nó chỉ có hai chữ cái nha mọi người nhá. Có thể nghe rõ em nói không ạ? Trời ơi. Em đã cố gắng hết sức. Thấy bà chưa chính xác, thấy xa chưa chính xác. Em đã cố gắng hết sức và các chế có nghe thấy em nói gì không ạ? Thấy cá. Chuột mê cá hả? Thấy xa chưa chính xác. Mọi người chia sẻ tiếp đi. Thấy ai chưa chính xác, thấy to chưa chính xác, thấy cò chưa chính xác. Thấy vợ chưa chính xác. Thấy vợ chưa chính xác. Nó chỉ có hai chữ cái thôi nhé. Thấy đã chưa chính xác. Im chưa chính xác. Thấy ao chưa chính xác. Thấy rộng chưa chính xác nha mọi người. Gà chưa chính xác luôn. Thấy ta chưa chính xác nha mọi người nha. Thấy im chưa chính xác luôn. Bò chưa chính xác luôn. Nhỏ chưa chính xác luôn. Yeah, chưa chính xác luôn.
Rồi chia sẻ tiếp giùm em đi. Lượt view không tăng rồi mọi người. Chào chị Anh Phan Nguyễn. Thấy lạ chưa chính xác, thấy vợ chưa chính xác, coi chưa chính xác. Một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy cái gì mà nó trừ thứ hai chữ cái. Thứ hai nó chỉ có hai từ thôi, hai chữ cái thôi ha. Cái từ thứ hai nó chỉ có hai chữ cái thôi nha. Cọ chưa chính xác. Mệt chưa chính xác. Oi chưa chính xác. Ém chưa chính xác. Ít chưa chính xác. Oi chưa chính xác. Lạ chưa chính xác. Chó. Dạ chó nó có 3 từ rồi chị Huỳnh Hồng ơi. Cọ chưa chính xác. Kè chưa chính xác. Thấy oi chưa chính xác. Thấy cọ chưa chính xác. Nó chỉ có hai chữ cái thôi mọi người, kiểu gì nó cũng ra à. Cứ ghép từ đi, ghép kiểu gì nó cũng ra luôn. Mà nó có ý nghĩa một xíu nha mọi người. Thấy lạ chưa chính xác, thấy im chưa chính xác, thấy mê chưa chính xác, thấy oi chưa chính xác mọi người ha. Rồi trẻ nào mới vô chơi thì nhớ chia sẻ giùm em một lần công khai trang cá nhân và 5 lần hội nhóm chợ nha. Các trẻ không chia sẻ tương đương với trẻ là mất quyền lợi chơi game luôn, mất quyền lợi trúng quà luôn. Thấy mờ chưa chính xác, thấy xa chưa chính xác, thấy dơ chưa chính xác nha mọi người, thấy đá chưa chính xác nha các trẻ nha, thấy bơ chưa chính xác, thấy mò chưa chính xác. Rồi ơi, rồi ơi, lời ơi, dễ quá luôn, có hai từ thôi. Một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy gì. Nó có hai từ, từ đầu tiên là từ thấy, và từ thứ hai đó chỉ có hai chữ cái ghép lại thành một từ thôi. Thấy đá chưa chính xác, thấy dư chưa chính xác, thấy cá chưa chính xác. Dạ em muốn đi ngủ và em đọc chuyện ngôn tình này các chị ơi. Các chị làm đợi lâu quá. Thấy má chưa chính xác. Trời ơi thấy má cái gì. Thấy đá chưa chính xác. Mọi người suy nghĩ cho một cái nó cho Huyền đi. Nó chắc chắn là một cái từ, nó phải có ý nghĩa, không thể là một từ linh tinh được. Thấy dư là sao ạ? Thấy dư chưa chính xác, thấy đá chưa chính xác. Mọi người ơi, từ này nó chắc chắn nó phải có ý nghĩa nha. Thấy gì chưa chính xác nha anh ơi chính. Tự nhiên Huyền đưa ra cái câu trả lời nào phải có ý nghĩa. Không tự nhiên Huyền đưa ra câu trả lời linh tinh đâu nha. Thấy dơ chưa chính xác, thấy dạ chưa chính xác. Nó chỉ có hai chữ cái ghép lại thành một từ thôi. Rất là đơn giản luôn. Mọi người chỉ cần suy nghĩ một tí là nó ra luôn. Một ông già tự nhiên ông đi quanh công viên từ sáng đến chiều. Đi quanh công viên đi từ sáng đến chiều. Hỏi ông thấy gì. Mọi người tưởng tượng coi. Bây giờ một bản thân mình đi quanh công viên từ sáng đến chiều, mình chưa nói từ sáng đến chiều mình đi 3 vòng là đã như thế nào rồi, chứ đừng có nói từ sáng đến chiều nha. Thấy sợ chính xác, thấy đủ chính xác, thấy xỉu chưa chính xác nha mọi người. Chắc chắn là một từ có ý nghĩa mà mọi người phải suy nghĩ một xíu là nó ra. Sợ chưa chính xác ạ. Thấy sợ chưa chính xác nha. Một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều, không nói ông già mù nữa, ông già bình thường thôi. Đi quanh công viên từ sáng đến chiều, đi quanh đi quanh đi quanh đi quanh đi quanh đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy gì. Có hai chữ cái, từ thấy thì không nói rồi nha, là mình gợi ý rồi. Từ thứ hai đó chỉ có hai chữ cái ghép lại thôi. Cờ chưa chính xác, ẩm chưa chính xác, rã chưa chính xác nha mọi người nha. Nhấn lại chưa chính xác nha chị Thảo Ngân Bội. Lạ chưa chính xác. Mọi người nhớ giùm em là từ thứ hai đó chỉ có hai chữ cái ghép lại thôi. Nhớ dùm em là trẻ nào với vào xem livestream vui lòng là chia sẻ dùm em một lần trang cá nhân công khai và 5 lần hội nhóm chợ rồi hẳn chơi nha mọi người. Không biết đâu mình comment đúng. Thương mình. Biết đâu mình comment đúng thì tự nhiên cái mình lại không có quà thì làm sao ạ? Thấy rõ chưa chính xác nha. Em nói luôn nha, dưới 300 con mắt xem thì em sẽ tặng áo len, trên 300 mắt xem sẽ tặng áo dạ. Cho nên các chị muốn nhận cái món quà nào thì các chị chỉ cần đợi lượt view lên giùm em là được hả? Nhận áo dạ cũng được, chỉ cần đẩy lượt view lên là chúng ta sẽ nhận được áo dạ nha. Còn nếu không, lượt view không lên được trên 300 mắt thì chúng ta sẽ nhận áo len nha, được chưa ạ? Thấy rơ chưa chính xác, thấy rõ chưa chính xác. Thấy bé chưa chính xác, thấy bé chưa chính xác nha. Lá chưa chính xác nha. Ổn chưa chính xác nha. Bé chưa chính xác nha. Lá chưa chính xác nha. Xô chưa chính xác nha mọi người. Xô chưa chính xác. Cỏ chưa chính xác nha chị Amay Amay. Thấy đi chưa chính xác ạ. Thấy đi chưa chính xác. Thấy lá chưa chính xác.
Thấy đủ. Thấy đủ chưa chính xác? Thấy bè. Thấy bè chưa chính xác nhé. Thấy mê chưa chính xác nha. Thấy mê chưa chính xác. Nhắc lại một câu trả lời một lần nữa nha. Một ông già đi quanh công viên từ sáng đến chiều, hỏi ông thấy gì? Từ thứ nhất là từ thấy, từ thứ hai nó có chữ hai chữ cái thôi, từ thứ hai nó chỉ có hai chữ cái thôi. Thấy đi chính xác, thấy đơ chính xác nhé. Mình không đọc nữa nha mọi người, khi nào mình thấy chữ nào chuẩn thì mình đọc luôn. Các chị chỉ cần chia sẻ lên được cho em ha, 170 lượt xem, 170 mắt xem em sẽ gợi ý cho các chế tiếp, còn nếu không không gợi ý. 170 mắt xem nha, tại vì cái này quá dễ luôn rồi, chỉ có hai từ các chế ghép kiểu nào nó cũng ra hết. Chia sẻ tiếp lên 170 mắt xem sẽ gợi ý tiếp hai từ này, là gợi ý ý nghĩa cũng được, gợi ý một trong hai chữ cái này cũng được nha. Hôm nay không lên mắt xem được hả? Hay lắm, câu này hay lắm mọi người ơi, nghe đáp án là thấy hay lắm. Kỳ chưa chính xác. Thấy bố. Giờ thấy bố luôn, thấy ốm chưa chính xác, thấy đá chưa chính xác. Em giờ chị Nga Nguyễn. Thấy ốm chưa chính xác. Thấy kỳ chưa chính xác nha. Dở chưa chính xác. Cú chưa chính xác nha. Thấy cú chưa chính xác. Thấy mù chưa chính xác nha chị Huỳnh Hồng. Thấy ôm chưa chính xác nha chị chuột mập mít ướt ơi. Thấy nệ chưa chính xác. Nệ chưa chính xác nha. Nệ 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 chưa chính xác ạ. Thấy sợ chưa chính xác nha chị Thanh Thúy Phạm. Chia sẻ mạnh tay lên được 170 mắt xem em sẽ gửi tiếp, còn không thì không gửi nha mọi người. Tại vì gợi ý đến đây coi như là gợi ý đến cùng kỳ cùng rồi. Bây giờ mình chỉ cần gợi ý một xíu nữa là mọi người ra luôn. Thấy về chưa chính xác. Thấy đường chính xác. Thấy đường chưa chính xác ha. Thấy đường chính xác. Thấy ổn. Thấy ổn chưa chính xác. Ổn là gì? Không biết. Ổn chưa chính xác. Vỡ chưa chính xác. Thấy em. Dạ thấy chị Hành Trần nhé. Em thấy chị Hành Trần. Thấy ỏi luôn. Chưa ỏi. Chưa 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 ói rồi chị ơi. Đi quanh công viên từ sáng đến chiều chưa ói nổi. Thấy lừ chưa chính xác. Lừ chưa chính xác. Thấy nệ chưa chính xác. Thấy ớn chưa chính xác. Thấy ô chưa chính xác. Mọi người sẽ được tặng áo len hoặc áo dạ mình đang mặc nha. Tùy theo là cái mức. Quyều lê chưa chính xác. Ổn chưa chính xác. Thấy ổn chưa chính xác, thấy êm chưa chính xác nha, thấy êm chưa chính xác, thấy ổn chưa chính xác luôn. Lâu lắm mình không like buổi tối rồi, mình mới làm buổi tối kéo view cực kỳ kém luôn. Thấy bộ chưa chính xác. Thấy không chưa chính xác. Thấy sở chưa chính xác. Thấy lo chưa chính xác luôn. Nhanh tay mọi người ơi, đừng để lượt view tụt xuống, chia sẻ tiếp đi các tình yêu ơi. Thấy, thấy to. Cái gì to thảo xe cô. Thấy nệ chưa chính xác. Thấy ổi chưa chính xác. Thấy sể chưa chính xác. Thấy to chưa chính xác luôn. Rồi ơi, lượt view của chúng ta nó đã tụt đến mức mà thảm hại luôn kìa mọi người ơi. Rồi ơi. Thấy một ba trúng rồi. Trời ơi, từ nãy giờ tôi nói thề chứ tôi đợi hoài. Thấy một ba trúng rồi nha. Thấy bà Phạm Y Nhi trúng rồi nha. Bà Phạm Y Nhi đã chia sẻ chưa? Lì nha mọi người. Lì lợm. Lì có nghĩa là lì lợm nha mọi người nhá. Một người mà có thể chấp nhận đi từ sáng đến chiều quanh công viên đó hả, thì cái người đó nó cũng dễ lắm á, ha mọi người ha. Mọi người tưởng tượng coi, mình chỉ cần đi quanh công viên 5 vòng là người ta đã xì xào rồi. Đi quanh 10 vòng người ta tiếp tục xì xào. Đi quanh 20 vòng người ta tiếp tục xì xào tiếp. Mà cái người này cực kỳ lì. Tức là cái người lì tức là cái người không quan tâm đến những gọi là mà tiếng giờ mới chưa trúng mà giờ trúng rồi nè. Không quan tâm đến những cái lời lời lẽ phía bên ngoài. Đó là họ rất là gọi rất là kiên định. Kệ mẹ mày, muốn làm gì làm, kệ ông đi là kệ ông đi. Không giả thấy gì lắm đấy. Không lì. Đúng chưa mọi người? Nói chung là như vậy nha. Câu trả lời là như vậy đó, được chưa? Phạm Y Nhi sẽ trúng một cái áo len. Rồi ok, cảm ơn, chúc mừng Phạm Y Nhi. Mọi người thấy bạn Phạm Y Nhi này đã chia sẻ chưa?
Mọi người thấy bạn Phạm Y Nhi này đã chia sẻ chưa ạ? Hên quá có người trúng rồi, mọi người có muốn em bán hàng không? Dù sao cũng từ nãy giờ ngồi đây thấy màu nội luôn. Rồi tiếp tục, có tiếp tục chơi không? Có tiếp tục chơi 29k không? Có ai muốn mua 29k không? Tiếp tục em sẽ bán hàng. Chúc mừng Phạm Y Nhi nha. Trời Phạm Y Nhi này, bà này bà hên lắm. Bà hay trúng quà ghê luôn á. Rồi áo này đẹp quá cũng không muốn cởi ra luôn. Em mới like thôi chị Thanh Hà ơi, lên đi, lên đi chị. Bán đi hả? Rồi tặng quà cho bà Phạm Y Nhi nè, mất công tôi quên mất, tôi phải cởi ra ngay lập tức luôn. Lâu lâu em mới like buổi tối à. Cho nên các chế nào có vô buổi tối là áo nào lúc nào chả mới chị ơi. Áo nhà em lúc nào cũng mới, có bao giờ cũ đâu. Dạ ok chế. Để em xem coi có cái gì mà hot hot. Lâu lắm không lai vải đây. Hôm nay lai vải nhé. Chào chị Tiết Châu. 100k. Vải len 100k. Rồi ghim dùm hình khác. Chia sẻ sẽ được mua vải len 100k. Rất là đẹp nha mọi người. Một cái vải màu xanh đuôi cả nha. Rất là dễ thương luôn. Đây ạ. À. Rồi 100k ai lấy thì chốt mã xanh dùm em. Form free size nha. Đó. Nó là dạng như vậy nha. Rất là đẹp luôn, rất là dễ thương. Đó, form này coi dạng cực kỳ tốt, 60kg mặt vừa nha. Ai lấy chốt má xanh dùm Huyền. Phía sau nè, phía sau có cúc nha. Rất là xinh luôn. Rồi, má là xanh nha. 100k một cái thôi. Chất rất là đẹp. Size L này khoảng tầm 57kg độ lại mặt vừa ha. Ờ, like cả váy cả áo luôn nha chị yêu nhé. Tại vì em sẽ like bất chấp nha chị. Bít ngon một cái xanh. Ok bít ngon 100k. Ai lấy xanh nữa chốt xanh dùm em nha. Quá dễ thương luôn á. Chưa. Tiếp tục mà một cái xanh rêu này ha. Một cái xanh rêu đây là dạy váy dạng phong suông nha mọi người nha. Váy dạng phong suông nè. Ở tay nó kiểu tay như thế này nha. Rất là dễ thương luôn. Đó, tôi ghim rồi đó, bà thấy chưa? Rồi, cái này nha, màu xanh rêu, ai lấy xanh rêu, chốt rêu. Bèo len luôn chị, tất cả là len chị yêu ơi, tất cả là len luôn, rất là dễ thương nha. Rất là dễ thương luôn, cái form này cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ dễ thương, cái này các chị có thể phối kiểu gì cũng được nha. Đó, thấp thấp như em thì các chị mặc cái quần sọt vẫy ở trong ha. Rồi, đây nha mọi người, màu rêu này, màu rêu, ai lấy rêu, chốt rêu, 95k. Có rồi nha bà, anh Lê Trinh. Đây, rêu nha, vẫy rêu. Ai lấy rêu, chốt rêu, 95k. Quá đẹp. Xanh. Thấy liền. Đó, mà cái ông già, ông đi quanh công viên mà ông bị chửi như là chửi chó vậy. Mà ông cũng dám đi, nhưng ông lì thiệt. Mọi người thấy vui không? Trời, chị Tú cầm một cái xanh. Còn một cái xanh em đang mặc nữa là hết nha mọi người nha. Màu rêu có ai lấy không ạ? À? Màu rêu đẹp thế mà không ai lấy. Rồi tiếp tục nha, vải body đây, vải body quá xuất sắc. Cái này em có hai màu nha mọi người. Có hai màu nha, vải body đính đá. Đính đá nha các chị nha, đính đá có hai màu, màu đỏ tươi và màu đỏ đô. Ai lấy đỏ nào chốt đỏ đó giùm em. Đỏ tươi hoặc đỏ đô, 101 nha. Đính đá 101 thôi, cực kỳ đẹp nha các chị. Đá này bao cho các chị giặt máy nó không bung luôn ha. Rồi có màu đỏ tươi và màu đỏ đô. Body này á khoảng tầm 55kg độ lại giùm em ha. Lì lâu rồi mà không có thấy. Bà Anna Trinh ơi, tôi đâu có thấy comment đó. Không có thấy ai phản ánh hết trơn á. Mà tôi cũng không nhìn thấy comment hay bị ẩn không biết nữa. Nè, ai lấy chốt nha. Body cực kỳ đẹp luôn.
Rồi cái này đẹp quá, xuất sắc mà không ai lấy. Có màu đỏ tươi và màu đỏ đô nha. Trẻ nào lấy thì chốt. Rồi hoa. Hoa sale luôn. Hoa này sale luôn 90k, ai lấy hoa chốt hoa nha. Ai lấy hoa này chốt hoa size L. Đó. Hoa này là len hai da nha mọi người. Rồi ai lấy hoa chốt hoa size L 90k sale luôn nha, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó, như còn có cái. Tôi tự nhiên chóng mặt nha. Hoa cho chị Tú Cẩm này. Giờ đây mưa đây, váy mèo nha mọi người. Ôi váy mèo siêu đẹp luôn. Váy mèo siêu đẹp luôn 100k. Rồi hàng xịn luôn nha. Ở đây có con mèo thêu nha mọi người. Màu da cái form này khoảng tầm 52, 53, 55kg chắc cũng mặc vừa. 1m6 nha. Rồi cái này phía tà sau nó dài hơn tà trước nha mọi người. Tà sau dài hơn tà trước. Ai lấy cái này chốt dùm em nè. Kem đi. Hoặc là mã mèo nha, mã kem đi ạ. Rồi cái này hịn lắm nè, rất là dễ thương. Má kem nha, 100k. Có một cái thôi. Kem 100k. Trẻ nào lấy thì chốt. Kem cho bà Bích Ngân nè. Nha mọi người. Đây ạ. Cái này là nó có một cái áo như thế này ở trong nhá. Kèm theo một cái váy ở ngoài. Cái này màu mận nha mọi người nha. Ai lấy cái này chốt dùm em set đi ha. Set này cũng 100k luôn. Set 100. Set 100k nha. Cái này khi các chế mặc vào các sĩ sẽ rớt vai qua một bên thì cái chỗ này nó sẽ hở cái này ra nhá. Set 100k. Ai lấy thì chốt dùm em set 100 nha. Đây rất là đẹp. Có túi nè, màu mận, rất là đẹp luôn. Cái này là gì ta? Đời người con dâu mạng mẽo là nó chán quá. Xếp 100 nha bà Bích Ngân nè. Có người dễ thương quá. Rồi cái váy này là váy cao cấp 62kg hả? Có nha chị. Tí em like 62kg em nói tin cho chị nha. Rồi cái này là 1m6 55kg đổ lại dùm em nhé. Cái chỗ này nó là body nha mọi người. Mặc vô cho các chị xem cái form nha, rất đẹp luôn. Rồi cái này là hàng cao cấp, sale luôn 100. Ai lấy chốt dùm em má đen nha. Má này là má đen. Cái cổ này các chị có thể gỡ ra được nha. Nó là dạng body đó, đẹp lắm. Có cổ nha, cổ này có thể gỡ ra cái hàng cao cấp nhưng mà sale luôn 100. Tại vì cái hàng này nhập nó cũng đã gần 100 rồi. Đấy, ai lấy thì chốt nha. Má đen, rất là đẹp luôn. À, cái chỗ này nó có viền nha, như cái vai, như cái đai luôn ha. Rất là đẹp. Rồi. Này là hàng dạng phong suông. Này dạng phong suông, phía trên là ren như thế này. Rồi đây nha. Đó, cũng 100 luôn. Cái chất len này đẹp cực kỳ nhá. Cái chất len này nó cầm nè. Cái này khoảng tầm 60 mấy ký mặc vừa nè chế. Chế kim bích đây. Các em đang cầm nè, 60 mấy ký mặc vừa luôn. Đó, 100k thôi. Chế nào lấy thì chốt giùm em ha. Má số 20. Cái này nhỏ nè. Cởi thấy mẹ luôn.
Mã số 20. Mặc cái bàn luôn. Em chào chị Vĩnh Phúc. Dạ 100k đó chị. Em đang bán đầm 100k. 100k nha chị. Đẹp lắm. Cái này mặc rất vai được nha. Chất siêu đẹp luôn. Đó. Cái này form này là nó form suông nha. Form suông nha mọi người. Form suông này các chị thắt beo rất là đẹp luôn rồi. Cái beo em cái này 62-65kg được, mạnh bừa nha chị nha. Rồi màu tím nè, tím body nha mọi người. Tím body. Có ai buồn ngủ chưa? Em cũng thấy là có vẻ buồn ngủ đó. Tím body cực kỳ đẹp luôn. Đây, tím body, ai lấy tím chốt tím nha. Ai lấy tím chốt tím. Chị Vĩnh Phúc lấy cái nào? Cái em đang mặc hả? Chị cho em số điện thoại địa chỉ kèm theo. Rồi cái tím này nha, số điện thoại địa chỉ kèm theo. 100k siêu đẹp luôn á. Cái chất này là chất len này, không nói chuyện gì luôn, rất là đẹp. Số điện thoại địa chỉ chốt hàng nha chị. Đem nào bà ơi, đem nào Anna Trinh ơi. Bà lấy cái đem có cổ đúng không? Cái đem có cổ đẹp lắm á, bà gầy gầy mà cực kỳ đẹp luôn. Chất siêu đẹp ấy. Rồi ok chị Vĩnh Phúc nè. Vĩnh Phúc đúng không? Vĩnh Phúc nha. Số điện thoại 0948644073. Rồi chị ơi cho em số, cho em địa chỉ luôn đi chị. Có ai buồn ngủ không? Trời ơi, tại vì sao thấy mọi người không? Đen có ren trên hả bà? Đen trên, ren trên chị Vĩnh Phúc lấy rồi, để xíu nữa tôi thấy có thì tôi quăng ra cho bà nha bà Anh Như Trinh. Điểm này đẹp nè mấy má. Lại cái tím này mà mặc body đẹp cực kỳ luôn. Đây. Rất là sang luôn nha. Và nó không có bị giật nha mọi người. 60 mấy ký mặc thoải mái luôn dùm Huyền nha. Rồi. Cái này khoảng tầm 60 ký 1m6 đi. Cho nó dễ chịu nha. Có cái tay đây. Rất là đẹp. Tím đi. Ai lấy tím chỗ tím. Siêu đẹp luôn. Mà cái này các chị không lấy. Có túi ở đây dễ thương cực kỳ luôn ha. Rất là dễ thương. Mấy bà ơi, cái này đẹp mà sao không lấy? Hay màu tím không thích hả? Tôi thấy màu tím mặc trắng da lắm á. Dạ ok, ok chị Vĩnh Phúc. À, chị Vĩnh Phúc, chị ơi, em sẽ chụp cái số chị lấy đủ 200k đi rồi em ship, có 30k ship à. Nha chị. Ok. Tím có ai lấy không? Không ai lấy cho em xin một chấm đi mấy chị. Nếu chị đang xem được cho em xin một chấm đi để em qua mẫu nè. Nhiều lắm, nói chung là còn rất là nhiều nha. Rồi em cứ like nha, mọi người cứ hốt. Cái nào đẹp thì cứ hốt đi. Tại hôm nay là em xả sốc luôn á, xả kho luôn. Nhà em nhiều đồ quá à. Nhiều đồ quá à, nó ngán luôn. Chứ hàng nhà em là toàn hàng tuyển nha mọi người. Hello, Gloria. Còn nhá chị cứ xem like đi. Big size có nha, trời ơi. Nãy giờ chị đang nói có cái váy màu xanh rêu big size em mặc đẹp lắm. Rồi cái này nha, 1m6, 55, 56kg một loại mặc vừa. Rồi cái này sale luôn cho các chị, giá là sale luôn nha mọi người. Giá 100k thôi. Ai lấy chút mã caro. Cái này là hàng thiết kế nha mọi người. Hàng thiết kế mẫu mặc đây nha. Ờ, 1m6, 55kg một loại đi. Rất là dễ thương luôn. Ở cái này là hàng thiết kế này, chất cực kỳ đẹp nha mọi người. Bấm shop. Ai lấy chút caro luôn. Này nhập là phải 120-130 đó. Ai lấy thì chút caro cảm 100 nè. Còn có cái này. Cho em xem đi. Ok, đợi xíu nha. Chào chú Go Dragon. Caro rất đẹp mà không ai lấy à. Cho em xem hả, đợi xíu. Hôm bữa nhắn tin cho em mà em nhiều việc quá cho nên là chị cũng không có nhắn được, tại vì nào em rảnh rảnh em cứ alo cho chị em nhắn tin. Cái vụ Big Ngân nè 100k
hai bà. Trời, hôm nay tôi lên khuya mọi người thấy lạ lạ không? Rồi cái bộ này siêu đẹp luôn á, mọi người có thể mua về tặng bà, tặng chị, tặng cô, tặng chú, tặng gì cũng được nha. Rồi bộ hoa này nha, em sale gió trễ giá là 80k đi, sale hết 80k luôn nha, sale lấy vốn nè. Rồi ai lấy cái này chốt dùm em hoa nha. Bộ hoa này 65kg đổ lại mặc thoải mái dùm Huyền nha. Bộ hoa này 65kg mặc đổ lại mặc thoải mái dùm em nè. Rồi ai lấy chốt hoa 80k. Siêu đẹp đấy. Hello bà. Rồi đợi một xíu chị tìm cho. Rồi em có hai cái quần leggings nè. Rồi còn có cái nè, hoa cho chị Vinh Phúc nè. Rồi ok chị yêu nè. Vinh Phúc nha. Rồi ok chị 180k. Rồi cái quần leggings đẹp nè. Quần leggings nha, 130k. Quần leggings siêu đẹp 130k. Tất cả ở đây nó tán hạt nha mọi người. Đây. 130k một cái. Size này là size XL ha. Size XL dành cho những chị nào 1m6 55kg đổ lại nha. Ai lấy quần này chốt dùm em là số 10 nha. Số 10 nha mọi người. Có cái váy nào 62kg? Dạ em có nha chị. Đợi một xíu. Các chị cứ đợi em nha. Em phải like từ từ nó mới ra được nha mọi người. Rồi ai lấy thì chốt nha, 130k siêu đẹp luôn. 130 siêu đẹp, 62kg đợi em nha. Rồi cái này là cái gì? Đây là váy thiết kế nha mọi người. Váy thiết kế luôn, cực kỳ đẹp. Có mút ngực luôn nhé. Có mút ngực luôn, váy thiết kế có mút ngực. Rồi váy này váy hot girl cho nên là nó chỉ tầm khoảng 50 bao nhiêu ta? Khoảng tầm 53kg đổ lại thôi nha mọi người nha, 53kg đổ lại thôi. Khi lên form nó sẽ như thế này nha mọi người. Đó, nó có thêm cọng dây ở đây. Rồi ai lấy thì chốt nha. Cái này em sale cho các chị giá là 120k. Sale giá 120k nha. Đây có mẫu mặt đây, em khỏi cần chồng, mất công quá. 120k váy hot girl 1m6 53kg đổ lại mặt vừa nha. Rồi ai lấy váy này chốt dùm em mã đỏ nha. Cái này có màu nha mọi người, 120 là giá coi như là giá sập tiệm luôn ấy nè. Rất đẹp luôn nha, hàng này siêu đẹp á mọi người. Ai lấy chốt nha. Em này có mã đỏ nè. Em chào chị Trang Vinh. Cái này em có cái đỏ nè, có cái màu vàng nữa nha mọi người. Màu vàng. Em chào. Màu đỏ, màu vàng. Rồi màu đỏ, màu vàng với màu gì nữa ta? Màu đỏ, màu vàng nha mọi người. Hiện tại là có màu đỏ và màu vàng. Ai lấy đỏ chút đỏ, ai lấy vàng chút vàng, siêu đẹp luôn. Đó, chế nào mặc vừa thì hốt ngay em này đi ha. Lên form cực kỳ đẹp luôn. Có hai màu đỏ và vàng nha. Hot girl, quá đẹp. Này em đậy treo lên trên kinh trên da móc nè, mọi người thấy nó phẳng không? Nó rất là đẹp luôn á, nó cả dạng như là chất kaki lụa ở phía dưới nha các chế nha. Phía trên là chất KT, mà KT không bị nhanh nhá. Rồi có mút ngực luôn. Số 10 bà Bích Ngân lấy màu nào? Màu đỏ hả? Dễ thương lắm, đẹp lắm luôn ý. Sale có 120k. Các chế ơi, các chế ơi, các chế đang xem được livestream mọi người không thích mã nào chấm cùng em một phát nha. Màu vàng đẹp ghê luôn không? Tôi đang thấy nó chạy chạy trên kia kìa. Màu vàng bò, quá xinh. Em có nhiều cái xả lắm mọi người ơi. Con vàng Ngân lấy không bà? Bà biết Ngân mà lấy không? Y Nhi comment lại dùm Huyền câu đi, chia sẻ lại gì, chia sẻ theo sập sàn đi mọi người.
comment dùng huyền câu là chia sẻ sale sập sàn đi. Rồi cái này quá xinh. Yếm nha mọi người. Quần yếm. Quần yếm hoa. Quần yếm hoa nha mọi người. Đó, cái này sale giá là 70k. Chế nào lấy thì chốt dùm em hoa. Hoa nha mọi người nha, hoa. Hoa 70k. Cái form này 55kg đổ lại nha. Ờ 53kg đổ lại đi. Ngày gầy mặc cái đẹp. Lấy vàng hay lấy đỏ hay là lấy hết rồi. Vậy là lấy má vàng thôi hả? Cảm ơn bà Hiền Phạm. Thank you mọi người. Trời ơi sao bà không nói sớm đi bà má. Ôi trời ơi làm tôi bỏ vô rồi. Lấy cả hai đi bà ơi. Lấy còn cái. Rồi cái này là do treo ở trên này á, cho nên là cái này nó phẳng. Còn cái này á không có được treo cho nên nó không có phẳng thôi. Chứ cái đỏ đẹp lắm. Treo lên một thời gian là nó phẳng lì. Chả thì ủi gì hết mà nó cũng phẳng đó. Mạng của bà Ngân chậm quẻ đó bà. Mạng gì mà Út gì đâu mà chậm kinh. Chậm còn hơn tôi nữa. Chào chị Lan Hòa. Một cái váy màu đỏ. Một cái váy màu đỏ nha các tình yêu. Một cái vào đỏ nè. Rồi sale 100 luôn. Chế nào lấy cái đỏ này chốt dùm em mã số 1 đi. Mã số 1 nè. Nói thiệt các chế nó đẹp lắm. Có 100k thôi. Dạ. À đang dỗ vậy hả chị? Đây. Ai lấy chút đỏ, cái đỏ này co giãn cực kỳ tốt luôn, 60 mấy ký mặc vừa hết, bầu bì mặc thoải mái giùm em đi. Không không lo đâu ạ. À. Đang gió bão hả chị? Dạ. Ờ cái hoa đúng không? Từ từ, bà cứ yên tâm từ từ. Tôi tìm thấy là tôi nói bà liền à. Bây giờ chưa tìm thấy bà ơi. Bây giờ chưa có tìm thấy. Tôi đang ráp cái tệ quá. Cái này dễ thương lắm nha, 95k một cái thôi. Chế nào lấy chút xám nè. Bà Hiền Phạm lấy cái mã này đi, quá đẹp luôn. 95k một cái. Len thun. Len đôm, len thun nha mọi người. Len form rất là dễ thương luôn ha. Rồi cái này free size nha mọi người. Rồi free size. Cực kỳ đẹp, màu xám rất là sang. Big size đây 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 đây. Từ từ em ơi. Đây mặc thử cho các chế xem nhé. 70-75kg mặc vừa hết luôn. Rất là đẹp nha. Chế mặc như thế này cực kỳ đẹp luôn. 95k một cái thôi. Đây. Ai lấy chốt giùm em xám nha. Má xám. Má là xám. Ok. Ok bạn đây. Rất là đẹp luôn hả? Rất là xinh. Đó cái này các chế nào cao thì mặc thành dạng phong dấu quần. Rất là đẹp ha. Mít vô, mít đồ vô là rất là xinh. Nó là dạng len thun nha mọi người. Xinh lắm, rất là đẹp luôn. Váy số 2 mọi người ơi, em like từ từ thôi. Vậy em lo lôi chúng một nào em like đó. Chứ em biết đâu cái nào 62kg và cái nào 50kg. Các chế thì từ cứ tới bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mọi người ơi. Đây xem cái nâu này là cái gì đây. Oh my god. Cái nâu này nó là cái yếm nha mọi người. Ui đẹp quá mọi người. Xuất sắc luôn. Xuất sắc ông mặt trời luôn nha. Cái yếm nha mọi người. Yếm màu nâu rất là đẹp luôn ha. Cái này 70kg cũng vừa ha. Rồi quá quá xịn luôn ha. Quá xịn quá đẹp luôn. Cái này bình thường mọi người không cần mặc yếm cũng được luôn ha. Rồi ai lấy chốt giùm em mã số 2.
Không cần mặc áo trong cũng được nha, nó không bị hở đâu ạ. À. Mã số 2. Rất là dài, rất là đẹp nha mọi người. Quá xinh luôn. Đây. Mã số 2 dùng Huyền nha. Mã số 2 100k thôi, rất là đẹp, có hai cái. Đẹp lắm nha mọi người. Túi nè. Này mặc bra trong là ok rồi ha. Đây, chị có thích màu này không? Len len tâm. Rất là đẹp, ai lấy cái mẫu này thì chốt giùm em nha. Cái bộ này đẹp mà. Các chế mặc chung với một cái áo, nếu các chế không thích sexy, các chế mặc chung với một cái áo cao cổ cũng rất là đẹp nhé. 100k thôi, quá rẻ. Rồi còn một cái nữa, chế nào lấy thì hốt luôn nha. Chế nào lấy thì hốt luôn giùm em nè. Rồi cái set này quá đẹp nha mọi người. Set nè, set siêu phẩm luôn á. Rồi cái áo nó là dạng như là phi lụa nha. Áo này nó là dạng phi lụa nha. Dạng hoa văn rất là gọi là phong cách cái gì hiện đại ta. Rồi kèm theo cái quần ống rộng nha mọi người. Rồi set này thưa các chị là size này 2XL, dành cho những chị nào khoảng tầm 65kg mặc vừa luôn ha. 65kg mặc vừa luôn. Đây, ai lấy chốt. Chị Tú Cẩm lấy set luôn hả? Quá đẹp luôn. Chị Tú Cẩm set này. Đó, chị Tú Cẩm chốt set nha. Hình như hôm bữa bà Tú Cẩm lấy một set này rồi á. 130 mà hôm nay sale 101 luôn nha. Chào bà Hạnh Miu Miu nè. Ồ ôi cái váy đỏ này quá xinh luôn. 100k một cái thôi. Rực rỡ luôn nha mọi người. 100k thôi. Đây cái váy phía trên váy nó như thế này nha các tình yêu. Rất đẹp luôn. Ai lấy thì mẫu này chút đỏ giùm em đi. Body đỏ nha, cái này khoảng tầm 60kg mặc vừa luôn ha. 60-62kg mặc vừa hết. Len ở trên nó là len gân như vậy nha mọi người. Quá đẹp luôn. Ai lấy mã này chút đỏ nha. Rồi ôi cái yếm này đẹp mà sao không ai hốt đi. Yếm này mà có chế phối một cái áo bình thường thôi cũng rất là đẹp. Em chả lẽ cái nào em cũng muốn mặc hết trơn vậy trời. Chào. Chào Linh Hoàng. Chào Diễm Thúy. Rồi bà đỏ này có ai hốt không? Xin vậy nè. Ô Gloria, cái yếm số 2 đó em mặc vừa đó, sao em không lấy đi? Trời ơi, em mặc em phối một cái áo trong là hơi bị đẹp luôn á. Cái nào chị thấy em cũng vừa hết trên á, 70kg cái đó thoải mái mặc luôn nha. Sao không lấy? Ai không thích màu nâu hả? Nó kèm theo một cái áo ren phía ngoài, nhưng mà tôi chả thấy áo ren ở đâu ta. Lúc thấy cái này thì không thấy cái áo ren, lúc thấy áo ren thì là không thấy cái này. Một cái váy màu kem nhá, nó có một cái áo ren ở ngoài luôn. Ở đâu phải body, chọn cái yếm nó đâu phải body gái. Không, cái yếm nâu đó không phải body. Cái yếm nâu chứ không phải cái đỏ đâu. Rồi cái này kem nó kèm theo một cái áo ren ở ngoài, sale luôn 100 nha. Rồi ai lấy chút kem. Áo ren đó là có tay dài với lại nó bo bo ở đây nha. Ai lấy thì chút kem tí nữa tôi tìm cái áo ren tôi bỏ vô cho. Hiện tại thì không thấy áo ren đâu. 100k luôn. Cái này có set á. Tìm áo ren. Ai lấy thì chốt nha. Lấy yếm cho em luôn hả? Ừ lấy đi, trời ơi cái này nó đẹp lắm Miss Ngân ơi. Dạo này mình lười rồi lấy váy về bán quá, váy thôi. Dạo này lười like. Mấy body nhá. Body nào con body bò này đẹp nè mọi người.
body bò siêu đẹp luôn. Mặc cái này như tay luôn á. Nó là cổ nó như thế này nha. Tay nè. Rất tay luôn. Cái này cái cúc ở đây ha. Cái này là len gân nha mọi người, co giãn cực kỳ tốt, 65 kg mặc vừa luôn ha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em ha. Số 65 luôn, 100k luôn. Số 65 100k luôn ha. Siêu đẹp. Cái này mà mặc mà đeo thêm bốt nữa thì quá xinh luôn. Có cái đoạn clip như con bé kia nó nhảy đó, nó mặc cái kiểu này quá đẹp luôn. Chả có phải bắt cho nên mặc cái này giống như bị hợm cho nên không mặc nổi. À, dạ. Một cái set siêu lạ luôn nha. Áo len này là váy nha. Như thế này nha mọi người. Kèm theo ở ngoài một cái váy như thế này nè. Đó, nó sẽ như vậy nha. Là mặc như vậy nha mọi người nha. Rồi, ai lấy này chốt dùm em số 1 nha. Số 1 nha mọi người. Số 1 100k. Tôi với bà độc chiến và cái ăn ạ. Em còn có một cái áo caro này nhớ nha mấy má. Áo dạ caro này 220k một cái, em chỉ còn một size duy nhất là size S thôi. Chế nào vừa thì hốt nha. Chế nào vừa thì hốt giùm em số 10 nha. Số 10 nha mọi người. Áo khoác dạ caro 220k một cái. Đây. Rất đẹp nha mọi người nha. Đẹp nha. Áo khoác dạ caro này size S dành cho những chị nào khoảng tầm 52kg độ lại là mặc vừa. 52kg độ lại là mặc vừa nha. Rồi, đó. Rất là xinh luôn. Rất là xinh luôn nha. Túi hai bên. Túi hai bên nha. Quá đẹp luôn đó chơi. 220k một cái, siêu siêu đẹp luôn. Đó. Ai lấy thì chốt. Ôi em có cái túi áo này của cái bà này. Thế mới nói. Đời nó bất công lắm. À, có túi áo vẫn vào này. Xả ra hết đi. Thấy bà cũng không có ham hố gì cho lắm thì thôi em xả ra bán cho mọi người nhé. Rất là đẹp luôn á. Đợi xíu. Nhắn tin mấy lần không thấy nói năng gì. Sướng nhờ, em còn có 72 hả? Không, có một cái túi áo này đẹp lắm nè. Các chị hốt đi. Áo 65 nha, áo nơ 65, ai lấy chút sọc. Em còn có 72 hả? Trời ạ, sao mà sướng quá vậy? Rồi, ai lấy chút sọc nha. Sọc. Rồi 65k ai lấy chốt sọc giùm em nha. Tôi like cái lô áo này bà hốt đi, bà biết ngon này quá đẹp luôn. Rồi. Sọc. Rồi, cái áo này là cổ trắng phiền như thế này nhá. Ai lấy này chốt mã trắng giùm em. Đó. Mã trắng 65k luôn. Đây cổ như thế này các chị có thể mặc bẹt vai nha. Cái này siêu đẹp luôn nè. Thiệt lòng chứ. Xuống eo thì đã chứ làm sao. Trời ơi, thành người mẫu rồi nha. Thành người mẫu rồi nha. Chào chị Nguyễn.
Chào Nguyễn Việt nha. Rồi, quả đỏ nè. Ai lấy đỏ chất đỏ luôn. Quá chuẩn luôn nè, quá chuẩn đẹp luôn. Chất nè ha. Trắng cho Gloria nè. Ồ, Gloria vừa không gái? Gloria ơi, em vừa không? Ngực thì to lắm. Do xứ nhiều. Trời ơi, đã xe cô ông nào gặp chị phải thao chị một bữa thôi. Trời ơi, thấy chưa, chị đã bảo rồi. Ấy đi không chị. Cái trắng đó Gloria vừa không? Tại vì chị thấy nó nhỏ khoảng tầm 65kg đồ lại thôi nha. Chứ không là ấy đâu. Len len em ơi, len len. Len mà. Là len nha. Ôi đẹp chưa, xuất sắc chưa mọi người. Rồi cái này cũng khoảng tầm 65-70kg mặc vừa, len lưỡi nha. Len lưỡi nè. Đó. Ai lấy chốt sọc giùm em. Rồi, sale 65 luôn. Sọc. Trời ơi, đâu hết rồi. Len là vừa nha chị. Ừ, đúng rồi. Nếu em chịu mặc là được. Chị sợ em là không chịu mặc cái kiểu qua bo thôi. Ok, để cho em luôn. Rồi, còn cái sàn len này không ai lấy hả? Trời ơi, toàn hàng đẹp, hàng hit thôi mà không ai lấy vậy. Nhiều cái đẹp lắm mọi người ơi. Cho mọi người xem nè. 79k nha. Rồi, xuất sắc chưa? Xuất sắc nhức nhối chưa? Rồi, xuất sắc nhức nhối nha. Rồi, ok, chốt cho Gloria rồi. Vậy hả? Chúc mừng xạo xe cô nha. Máy có hai hộp trà chứ nhiêu ha. Rồi, 79k, ai lấy chốt cho em mã là sọc nâu nha. Má là sọc nâu nha, form này co giãn rất là tốt luôn. 65-70kg mặc vừa hết. Tay cánh dơi mặc rất là sang. Và cái form sọc xuông này là rất là ít nha. Sọc xuống nè. Sọc nâu. Rồi, cái mã này đẹp chưa? Má số 20. Rồi ôi, xuất sắc chưa các chơi? Má này xuất sắc chưa? Đâu hết rồi, đi đâu hết rồi? Không ai la, ông ai xem đó là em ngưng la nha. Giận luôn. Ít người xem quá đúng không? Ít người mua hàng quá. Bà Bích Ngân mà còn đó không, tôi like đầm cho bà xem tí nữa là tôi đi ngủ nha. Mấy bà này không có ai có nhu cầu với chơi vậy. Mọi người đâu hết rồi, comment lên phát nào. Chấm chấm tương tác cho em coi. Còn ai còn đang xem, đang muốn mua cái gì comment lên để em xem nào, để em lấy cho. Sọc nâu nha mọi người. Ai mà còn muốn mua cái gì comment lên, nhanh tay lên để em còn biết. Biết ngon nè. Siêu đẹp luôn. Cái má này nè. Trời ơi, bà Mộng Thi Hoàng hả? Hello em. Có cái áo này dễ thương lắm, 200k nè. Dạ ok, like váy à. Ok, đợi em xỉu like váy nha. Trời ơi, áo này 200 nha mọi người. Áo khoác 200k thôi, rất là đẹp nha. Hàng xịn lắm luôn. Đây, cái này khoảng tầm 1m6-55kg mặc thoải mái nha. Khoác hồng nè. Đây, ở đây các chị còn có móc đây. Ai lấy cái khoác này chốt giùm em nha. Có một cái cổ lông này các chị có thể gỡ cổ lông này ra được ha. Cổ lông này các chị có thể gỡ ra được. Rồi ai lấy chốt giùm em má hồng. Hồng này là form này là nó form chắc khoảng tầm size M là mặc vừa ha mọi người ha. Đẹp chưa? Ha, phía sau có cái nơ. Rất là dễ thương luôn. Lâu buồn ngủ. Rồi ok, đợi like em vẫy luôn cho nha. Này bình thường mặc ấm cực kỳ nha. Này mặc đi, mặc đi dạy đi làm được.
lắm luôn đấy. Cái này còn cái này nè, vẫn còn nè. Đầm sau chị đây. Đầm sau chị là đầm thiết kế mà. Cái này em mặc vừa không? Đây, cái này là hàng Hot Girl thiết kế 120 thôi. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là dễ thương ha. Có cúc ngực. Đây, mẫu mặt đây. Mẫu mặt đây ha. Rất là đẹp nha, y chang vậy luôn á. Cái này treo là nó sẽ phẳng tinh luôn. Tại vì cái này là kaki lụa ha. Cái này khoảng tầm 53 kiếm 1m6 đổ lại là vừa. Còn mà dân golin của mình ai dạ gầy, ai dạ gầy, mặt đẹp hết. Lau mụn mụ hả. Rồi cổ cao nha, 100k. Ai lấy chốt vô số 1 đi ha. Rất là dày luôn nha mọi người. Giờ đây em biết đã mất anh rồi. Cái này là váy nó có hai túi hai bên như thế này nha các tình yêu. À, một bên thôi. Có túi một bên như thế này thôi nha, rất là style luôn ha. Cái này các chị phải mặc chung với quần legging ha. Cái này là dạng, nó là dạng kiểu như vậy nha. Ai lấy chốt dùm em số 25. 25 nha, rất là style luôn ha. Chế nào style thì lấy nha. Cái này 75kg mặc cũng vừa ha. Số 25 đây. Các chị sẽ mặc như thế này nha. Có một túi bên đây. Đó, mặc y như em cũng được, mặc chung với quần sọt cũng được ha. Hoặc mặc chung với quần legging cũng được, rất là đẹp. Ở phía sau nó dài hơn phía trước như vậy. Rất là style luôn ha. 25 cho bà Bích Ngân này, 100k. Đầm nhà em toàn đầm tiệm tuyển thôi, chất rất là đẹp, các chị yên tâm luôn đi. Bán 100k là lời không được bao nhiêu đồng đâu. Bà Bích Ngân gửi hàng qua chưa? Gửi hàng chắc lâu lắm mới nhận được ha. Trời ơi, mấy hôm nay tôi có một mình là tôi lười like quá ha. Ông chồng của tôi, ông đi qua bên Campuchia, ông thiền định rồi. Mỗi mình ở nhà thôi, nhiều việc quá, chẳng muốn làm gì hết. Tự nhiên mấy hôm nay lười ghê. Gu xì nha, gu xì 101 nè. Ai lấy cái gu xì này chốt cho em số 25. 26 đi. Số 26 đi. 101. Chào chị Nguyễn Thanh Phương. Rồi, cô xì 26, số 26 101 nha. Ai lấy thì chốt nha, quá đẹp luôn. Quá đẹp nha mọi người. Mọi người biết cái hàng này là người ta bán 280 đổ lên không ạ? À? Ôi nhận được hàng rồi hả chị, nhanh dữ vậy đó hả? Rồi ôi cái này nè. Ủa má gót cái này đẹp lắm nha, cũng 101 luôn. Cái gu xì em đang mặc có ai lấy không? Quá xuất sắc luôn, sao không ai lấy? Tôi cởi ra mặc vào tôi hết mẹ tôi luôn. Chị nhận được hàng rồi hả, nhanh dữ vậy đó hả chị? Gửi từ đây qua đó là đi bằng cái gì mà nhanh dữ vậy chị? Ai lấy này chốt cho số 7 nha. Trời ơi. Đây, cái này là nó phong dài như thế này nha. Rồi mẹ ơi, cái này nó bị rách rồi. Để cần phải may lại. Số 7 nè, cái này phong dài nha. Phong dài luôn. Mấy chế ở bên đó là bán như thế nào? Bánh la, bánh năm. Cái này bị lỗi rồi, bị lỗi. Bán cho người quen hả? Có 4 ngày thôi hả chị, nhanh dữ ha. Nhanh ha, bây giờ tưởng tượng quá. Bị lỗi rồi, bị lỗi cho thấy đó.
Rồi cái này đẹp nè. 100. Ai lấy chốt má xanh nha. Đây 100. Trời ơi cái áo cái váy xanh này. Tôi tìm máy tôi gửi cho bà Cao Huệ mà. Tôi tìm hoài không có được. Còn ai đang còn thức cùng em không, mọi người chấm giùm em phát ra. Em cảm thấy nó hoang mang quá. Tự một mình thức. Mọi người chấm đi. Chấm phát coi nè. Chấm phát lấy động lực coi nè. Rồi sọc nha mọi người, sọc 100 body, sọc body có khổ nha. 100k. Sọc này đó là len phối kim tuyến nha. Len phối kim tuyến nha. Bích Ngân bao nhiêu tuổi rồi? Có một cái số vảy này, vảy vảy phong phim sai này. Làm hốt cái này đi. Treo luôn các cái hàng, căng luôn hàng đẹp. Thù kỳ luôn. Màu đen. Chất len dịch kim nhá. Không bị hở nhá, nói trước là không bị hở. Ở đây có một ngôi sao may như thế này 100k luôn nha. Ai lấy thì chốt giùm em ha. Số 22. Dạ, chị mới cho em bé ngủ hả chị? 88. Rồi đây nha, cái này free size luôn ha mọi người. Nè, rất là rộng luôn ha. Không có hở đâu mọi người nha. Đây. Ai lấy cái này chốt với má sao nha. Má là sao nha mọi người, 100k luôn. 88 hả? 88 nhỏ hơn Huyền rồi, Huyền 86 luôn. Rồi ai lấy chốt sao nha, rất là dễ thương. Cái này free size 65-70kg mặc thoải mái luôn. Cực kỳ đẹp nha. Mặc cái này rất là mát nè. Lai lẹ lẹ rồi đó. Bà Gloria buồn ngủ quá hả? Buồn ngủ quá hả? Lai lẹ lắm rồi đó mấy má. Thôi tôi lai lẹ không. Thành chất đồ nữa chứ. Không ngày mai thành cái đống rác ở đây sắp chết tôi. Có ai lấy sao không? Oh my god. Có ai thích cái dạng này không vậy? Không phải vừa dạng vừa đâu nha, phía sau nha. Trước. Nó là 7 giây nha mọi người. Đấy. Rồi. Cái này 52 53 kg đổ lại thôi. Đây, ai lấy chốt giùm số 1 đi. Số 1 nha. Họ nguyên phẳng lưng nha mọi người. Cái này là váy hot girl nha, váy len hot girl luôn, họ nguyên phẳng lưng luôn, rất là đẹp, khoảng tầm 52 kg đổ lại là mặc vừa ha. Số 1, phía sau có dây kéo khóa nha. Đó, có một cái đai cái này ở đây. Cộng dây để chúng ta treo. Rồi, số 1 màu tím có cái thôi. Rất đẹp luôn. Không ai thích cái này hả? Hả? Tôi muốn lẹ lắm. Cái sao này đẹp quá trời mà mấy bà không lấy. Hay là không thích màu đen hả? Tư Minh số 1 kìa. Chị Tú Cẩm lấy số 1, ok chị yêu rồi. Cái này có cổ nha mọi người, sale 100 luôn, có đuôi cá nha. Đuôi cá bằng len luôn ha. Len rất là đẹp. Chị Tú Cẩm nè. Ai lấy chốt giùm em ha, số 5 có cổ nha. Số 5 100k. Số 5 nha mọi người. Rất là dễ thương, form này cũng là form free size nha. 65 70 kg hoặc bốn mấy ký đều mặc vừa hết nha. Đó, có đuôi cá ở đây, số 5. Chào chị Quỳnh Diễm. Quỳnh Diễm. Áo màu xanh 65k.
mà không ai lấy. Hôm nay Thọ nhà em đi ngủ sớm lắm chị ơi, em mới lên đi live. Nó ngủ, nó đang ngủ ở đây nè. Rồi, áo rêu nha, ba lộ rêu, ai lấy rêu chốt rêu 65k. Rất là dễ thương ha. Rêu 65k. Đó. Rất là rộng. Bao nhiêu kỹ mặc cũng vừa hết trơn á. Đây, cái này đẹp nè mọi người. Cái này cực kỳ đẹp luôn nha, 120k. 120k là lên xịn nha mọi người, sọc đỏ, ai lấy chốt sọc đỏ luôn. Cái hàng này là hàng cao cấp nha mọi người nha. Hả? Chưa thấy bà Thọ 2 giờ còn chạy vòng vòng là sao? Reo cho chị túi cộng nè. Là sao à? Em nói thiệt cho mấy chế nha, mấy hôm nay em lười lắm, em chả thèm chốt đơn gì hết luôn. Cái này đẹp nè, không ai hốt. Ai hốt cái này đi, hốt giùm em đi, quá đẹp luôn ấy. Để cho em đừng có mặc, em để hoài em mặc nhiều thứ quá, em nghèo mất mà không có thời gian đi đâu mặc hết trơn á. Nó rất là đẹp nha mọi người. Đây. Khi mặc lên phong nó sẽ như thế này nha, phía sau nó có hai cái dây. Rồi ai lấy chốt sọc đỏ? Ồ, không có ngủ trưa rồi, hôm nay nó ở nhà nó ngủ trưa cái gì? Không có ngủ trưa đâu. Ở nhà nó đố chịu ngủ trưa. Cho nó hất luôn nha, để tối nó ngủ nhiều. Không có cho ngủ trưa cũng không sao hết. Thiếu ngủ. Dễ thương này. Rồi, 100k luôn, chế nào lấy chốt giùm em ha. Má số 1. Má số 1 đi. Quát mấy bà chắc ngủ hết rồi. Ở bên Úc mấy giờ rồi bà? Bích Ngân. Ở bên bà mấy giờ rồi? Bên bà chắc hình như là ấy hơn bên này. Nè, rất là dễ thương. Đó, cái form này nó là form co giãn cực kỳ tốt nha. Rồi ai lấy chốt dùm má số 1 nha mọi người. Má số 1. 1 màu đỏ. Đây là body sọc nha. 100k luôn. Cái này nó có sọc này, sọc xanh ha, và sọc đâu ta, rồi một cái sọc khác, một sọc xanh đi, ai lấy sọc xanh chốt. 3:30 trưa hả hay tối? Đừng nói 3:30 tối nha má. Đây chị Đồng em cầm đây sọc xanh nhé, 100k cực kỳ xịn đẹp luôn nha mọi người. Chỉ có riêng buổi tối là bán rẻ như vậy thôi, tại vì thường em không có làm buổi tối. Chị Candy Phương hát lấy cái này đẹp nè. Body co giãn cực kỳ tốt nha mọi người. Nó là body co giãn cực kỳ tốt. Len chị ơi. Len siêu đẹp luôn. Trời ơi. Không sáng rồi hả? Tại sao mà bà thức khuya vậy? Hả? Thức khuya vậy? Thức khuya quá luôn ý. Không chịu quá luôn ý. Vậy hả chị? Mấy giờ chị mấy chế đi làm mà mấy chế gì thường sớm vậy? Trời ơi. Rồi cái này màu đen nè, đen 100. Ai lấy đen chút đen luôn. 100 nha. Like nhanh nhanh hả? Tôi cũng muốn like nhanh lắm luôn rồi đó. Hết cỡ rồi đó. Hết sức bình sinh rồi đấy mấy bà. Chị à, em có lên xuống chứ chị? Có luôn. Đợi xíu nha. Bên tôi chưa tới 12 giờ nữa con.
đồng ha. Không biết còn đồng không nữa. Giờ tìm quá trời cho chị Việt Hoàng luôn. Giờ nó lòi ra đây. Mày thích. Ai chị ơi, đau lắm quá. Mấy chế cái này là dạng suông mà hơi loe nhá, 100 luôn nha. Đây mặc thử cái này cho các chế xem rất là đẹp. Này, này là dạng suông hơi loe nha mọi người. Cái này em mặc nó rất là rộng nha mọi người nhìn thấy không ạ? Nó còn rộng rất là nhiều cho nên khoảng tầm 65-70kg các chế đều bon chen được hết. Tay nó hơi le nhẹ nha mọi người. Ở dưới này nó cũng hơi le. Các chế phố một cái nịt giùm em ha. Rất là đẹp luôn. Ai lấy thì chốt giùm em ha. Số 5. Số 5 nha mọi người nha. Số 5. Váy này là váy không phải là len. Váy này là váy Quảng Châu nha mọi người. Váy Quảng Châu luôn. Màu đen, ai lấy đen chốt đen sale luôn 100k nhá. Cái này size L nha mọi người. Size L nhưng khoảng tầm 57-58kg là độ mặc lại là mặc ok hết luôn ha. Sale luôn 100. Này, ai lấy đen chốt đen này. Đen nha. Rồi số 21 nha. Số 21 nè. Form xuông sau số 21 cực kỳ đẹp luôn. Rồi 100k. Cái form này free size 65kg mặt vừa. Rồi cái này nè, cái này dễ thương lắm. Cái này kiểu nó rất là dễ thương. Ai lấy mã này chốt xám dùng Huyền nha. Màu này là màu sấm xanh nha mọi người. Màu sấm xanh ở phía trên này là nó tạo kiểu như thế này nha mọi người. Rồi tay bo ở phía dưới bo nha. Đó, cái này sale luôn cho các chế giá 85k. Chế nào lấy thì chốt xám 85k thôi nha. Rất là đẹp luôn, chế nào lấy chốt xám. Chất len siêu mịn đẹp luôn nha mọi người. Cái này là mặt chung quần legging nè. Rồi, cái này màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Đây má đỏ nha. Cũng có dạng cực kỳ tốt nha. Xám cho bà Anna Trinh nè. Thử cho các chị xem nha, rất là xinh. Cái này phải có nịt đó. Nhưng cái nịt của mình đi đâu hết rồi, cho nên hôm nay không nịt cho mọi người được. Nịt lên là nó rất là đẹp nha mọi người. Mặc đi là cái đó đẹp lắm bà ơi. Nó tới đùi nè, tới đùi nha. Bà phối quần legging giùm tôi nha. Nếu bà cao. Rồi lấy đen ren cho em rồi. Em cứ yên tâm đi. Rồi cái này nha, cái này cổ nó như vậy nha mọi người. Lên form rất là đẹp luôn nha các tình yêu. Lên form nó body rất là đẹp. Tay dài nha. Tay dài là lên gân. Còn cái mình nó là lên tâm nha. Cái tay nó là lên gân. Lên gân là lên như thế này nha mọi người. Còn lên tâm là lên mịn hơn như thế này nha. Rồi ai lấy màu này chốt đỏ luôn dùm Huyền nha.
co giãn rất là tốt, 65 kg mặt thoải mái luôn. Đó, ai lấy đỏ chốt đỏ. Lấy đen cho em rồi em ơi. Một cái màu đen rất là xinh, một cái màu đen rất là xinh nha. Đây, ở phía này là ren lưới nè. Đây nha, mọi người nha, nhìn nè, thấy không? Ở trên vai nó có lưới như thế này, ở cổ nó có ren lưới như thế này nữa nha. Đó, hình tam giác và trên vai này cũng vậy nha. Đó, kiểu như vậy ha, rất là đẹp luôn. Cái này rất ấm nha mọi người nha, cái len này rất ấm. Len này gọi là len dạng len lông cừu nha, rất là ấm. Ai lấy chốt giùm em ha, số 28. Số 28 100k nha. Phong suông 65kg mặt vừa. Nếu nói thiệt á, em bán hoài, em lười, em không có bán nữa. Bán hoài, lai hoài. Lai hoài nó rát như cổ. Ôi ôi, cái này dễ thương lắm nha mọi người. Cái này là siêu siêu đẹp luôn, dành cho những chị nào công sở á, thích mặt len á. Ai lấy chốt những số 20 đi. Số 20 xám body nha, 100 luôn. Phía sau nó có khuyết nè ha. Số 20 xám body 100k luôn. Rất đẹp. 1m 57kg rồi lại mặt vừa. Hết rồi đấy. Cục cuối cùng nha. Em mới vào mà. Nguyễn Thư ơi, thức khuya vậy. Rồi cái này nha, áo này 49k, phía sau nó có chữ Kenzo như thế này nha. Đen lông cừu, ai lấy chốt dùm em áo 49 luôn. Áo nha mọi người. Sale 49k chứ cái này bán là phải 120 đó. Rồi rất là đẹp nha, ai lấy chốt dùm em áo 49. Len rất là mịn đẹp nha. Cái này là len ấm cho mọi người nói trước. Trai xíu nữa đi chị. Ok. Đang like nè em, đang like. Tí nữa có muốn cái gì kêu chị đi, chị like cho mà xem. Tiếp tục nha. Một cái áo siêu đẹp luôn, 65k body nha mọi người. Ở trên này cổ như thế này nha. Đó. Ai lấy chốt dùm áo đen nha. Áo này là len gân, 65k thôi, quá đẹp. Có cổ nha. Áo nha mọi người, ai lấy thì chốt. Cái gì? Cái xám nào bà Gloria? Cái xám 85k hả? Xám 85k có người lấy rồi. Cái này cho bà Glo biết ăn biết ngon nè. Đẹp lắm. 865k có người, 85k có người lấy rồi em ơi. Đây rồi. Cái kiểu này á, kiểu này là giống cái màu xanh nè. Đây, à sáng dạng công sở em đâu có vừa đâu Gloria. Sáng dạng công sở em đâu có vừa đâu. Cái màu đen nha, cái màu đen này siêu đẹp. Cái này nó có màu xanh rêu nữa nha các chị nha. Giống màu đen này. 100k thôi. Cái này nè, đó. Cái này form này là cực kỳ rộng nha mọi người. Cực kỳ rộng luôn, chế nào lấy thì chốt nha. Cái này thắt đai được nha mọi người. Ai lấy thì chốt nha, cái này vừa rộng vừa dài luôn, rất đẹp. Em đứng gần nha.
đứng gần cho mọi người xem. Ở đây nó có một cái đường, đường tạo kiểu nhá. Ở tay, tay nó cũng tạo kiểu nhá, tay nó qua vai, cho nên cái này là dạng free size, rất là nhiều người có thể mặc được luôn ha. Đó, rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không? Rất là rộng, rất là thích nha. Chất lên là siêu đẹp, 100k thôi. Có màu đen và màu rêu, ai lấy màu nào chốt màu đó. Cái này đẹp nè, Gloria, em lấy cái mẫu này đi, mẫu chị đang cầm này siêu đẹp luôn. Em mặc bao đẹp cho em luôn nha. Cái con sợ đúng không? Con sợ em mặc vừa đâu. Không mặc vừa nha, em thích thì chị thử cho xem nha. Đây, xám đây, xám đây. Mua tặng thì được chứ mua mặc là không mặc nổi đâu nha. Đẹp lắm. Cái này cực kỳ dài và cực kỳ đẹp nha mọi người. Đẹp không? Đó, nó là như vậy nha. Đó, lên phong nó như vậy nha. Rất là gọn người luôn. Tại vì cái này nó có cái pendulum ở đây nhé. Đó, chế nào vừa thì lấy nhé. Đó. Đó, chế nào vừa thì lấy nhé. Rất là xinh luôn. Che bụng được ha. Che bụng được ha. Trang đen luôn, không khác gì hết trơn nữa, mà màu rêu bây giờ chị quăng ở đâu chị không nhớ rồi. Em lấy thì chị lấy, em lấy thì em nói đi để chị note lại cho, chứ bây giờ không tìm thấy. Set ho đau cái bụng luôn. Set này nha mọi người, set này, cái set này đi, set nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đây là cái size này 65kg mặc vừa luôn nha. Size này size 2XL luôn á. Size này size 65kg mặc vừa luôn ha. Hàng Quảng Châu. Set này có hình mẫu mặt á, mình có đăng. Chất thun lạnh rất đẹp. Nó là mặt gạch mặt. Size 2XL, cái này 65kg độ lên là mặc vừa hết nha. À, kèm theo cái quần. Cái quần này là quần dạ váy nha. Quần dạ váy được chưa ạ? Có đai luôn, có một cái đai. Tặng kèm cho mọi người cái đai nhé. Rồi, set này ai lấy set này comment giùm em luôn ha. Set đỏ nha, sale 101 nè. Ok, Gloria lấy rêu đúng không? Set đỏ sale 101 nha. Rất là đẹp luôn á. Đây, nó như thế này. Cái này phải 65kg chứ không là cái vai của em nó nhỏ lắm, nó rớt mất. Đây, xếp đỏ nha. Rồi, sale luôn 101 nha. Rồi, xếp đỏ cho bà Bích Ngân nè. Đẹp lắm mọi người ơi. Áo này nó co giãn cực kỳ tốt luôn nha. Rất là xịn. Hàng có tem sườn luôn. Mùa mưa lần trước anh bà Tú Cẩm đó ở Úc đó, hôm nào mà mấy người qua đó gặp nhau đó, đi cà phê. Trời ạ. Giờ tôi chưa like cái váy này nữa. Cái váy kiểu này hay lắm nha.
Mấy hàng xịn luôn. Rồi sale luôn, 100 luôn. Rất là đẹp nha. Ai lấy thì chốt giùm em nha, số 5 đi ạ. Số 5. Đẹp lắm. Số 5 nha, cái này dạng free size luôn đó mọi người, tại vì nó rất là ok luôn. Phía ngoài nó có một cái len nha, phía trong có một cái như một cái set luôn á, cực kỳ đẹp luôn. Hả? Như một cái set luôn nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn đó. Bít ngon nè, cái này 60 mấy ký là vừa hết. Chào chị, chào chị Dương Ngọc, ở chào chị Hoàng Thiên. Mà nhảy ra lại nhảy không vậy? Biết tiếng Anh. Năm hết rồi Gloria, có một cái à. Cái này là váy biệt vai nha mọi người. Váy biệt vai. Ai thích cái dạng váy bẹt vai thì đi hốt nha. Nó là dạng body. Ai thích bẹt vai thì hốt. Cái này khoảng tầm 57 ký, đồ lại là mặc vừa ha. Ai thích chứ chút đỏ dùm Huyền nha. Một chút mà đỏ dùm Huyền. Mà đỏ dùm Huyền nha các chế nha. Rồi cái này sale luôn 100 nè. Chất là len gân nha mọi người. Len siêu đẹp luôn. Giờ em đi chị Bích Ngân ơi, hỏi bà đi, bà nhường không? Tôi là tôi không biết đâu nha. Cái vụ mà nhường nhịn là mấy bà tự xử với nhau. Mặc thử đỏ đi em ơi. Đây mặc cho chị xem nha. Cái này là body nha chị, body. Thử hả? Đây thử cho chị xem luôn. Thế nào thích thử cứ báo em thử. Hôm nay em rất là dễ tính. Đêm khuya thanh vắng. Ây da. Cái tay này đó rất là hay nha mọi người. Cái chỗ này là nó có cái chỗ này để các chế để tay ra khi mà các chế đi chạy xe nha. Nó không có bị lạnh. Còn nếu khi mà các chế không thích cái này, các chế có thể sắm tay lên nha. Chạy xe mọi người, không bị lạnh nha. Nhường, không biết Ngân ơi, biết Ngân ơi, biết Ngân đâu rồi, có nhường cho bà không? Nhường thì nói luôn, nhường, không nhường thì thôi. Nó là như vậy nha chị, từ từ xử lý cho. Đây chị. Hả? Công sở biết rự là sao? Nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ nè. Tay như vậy. Len chứ chị, áo len mà, phải len. Em đang bánh len chị Candy Phương ơi, chị có nghe rõ em không? Em đang bánh len chị. Nhà em đang lai len, còn nếu mà xếp Quảng Châu em mới xếp Quảng Châu nha chị yêu. Không lai được nên đi đặng nơi. Bài nãy giờ. Thằng sư cô. Ơi cố gắng lên gái ơi. Kết quả là ok lắm rồi đó. Chị Bích Ngân nó đi đâu rồi? Sao mà em sao mà bà ơi, ai bà hỏi hoài không trả lời gì bà. Ngày mai cho ông Cường về ống dẹp. Ống dẹp cái đống hộp, đống đồ vô lai. Cho ông chửi với khối xả luôn. Mùa mưa lần trước em về đây ghé thăm em. Em chào chị Tú Thủy. Mùa
thấy đâu. Đồng ý chưa? Vậy có đồng ý không vậy? Trả lời lại giùm tôi nghe, tôi là lười kéo cái comment đó. Bà lấy cái này đẹp nè, đo đầy nha. Body vạch xéo nha mọi người. Body vạch xéo, có kèm theo dây chuyền. Ai lấy cái này chốt nha. Không nhường được nha chị. Chị không đồng ý nhường. Chị Gloria ơi, bạn không đồng ý nhường thì mình không chịu, không lấy đâu nha. Mình chịu. Rồi ai lấy cái này như quý bà thế này, ai lấy thì chốt giùm em má số 27 nha. Má số 27 nha mọi người. Phờ phạt luôn ý. Thay đồ cho mọi người phờ phạt luôn á. Cái này đẹp nè mọi người. Không thích cái dây thì mọi người cứ họ tháo ra nha. Cái dây này có chế gắn được và tháo được nha. Này gắn được và tháo được. Đó. Đẹp quá à. Sao không lấy? Trời ơi cái này bỏ dây ra rất là hiện đại luôn. Có cái đó có một cái nha. Cái đó đẹp mà. Cái xét mà. Set màu xanh nha các tình yêu, set màu xanh đây. Rồi cái này em thử cho các chị xem luôn, rất đẹp nha. Ai lấy xanh chốt xanh. Xanh này có một cái thôi. Xanh 100 luôn nha. Xanh 100 luôn. Có hai túi nè. Cái này các chị mặc như vậy nha. Ở trong này nó có một cái áo ha ba lỗ như vậy. Vậy hả chị? Chị ơi bụng bự chị đến với em đi. Em có phương pháp giảm cân cho chị nè. Glow Slim Hot Body đây. Cái này các chị thoa vô trong bụng của mình á. Một hộp này các chị có thể giảm được từ 6 đến 8 cm vào eo nha. Và đặc biệt là cái này nó không có làm nóng rát đâu, mà nó chỉ là làm nóng tan mỡ bụng. Khách của em mới thoa được có hình như là 5 ngày thì bạn giảm được 1 kg mỡ bụng luôn á. Rất là thích luôn nha, không cần phải uống trà. Khách nào mà không uống trà được thì cứ thoa cái đó cho em. Đảm bảo với các chế là các chế sẽ lấy được lại vòng eo thon gọn trong vòng khoảng tầm chỉ có khi nào mà các chế thoa, chắc là các chế thoa nhiều nhiều chắc khoảng 1 tháng. Sướng lắm luôn. Cho nên chế nào mà bụng bự cứ đến với em, tin em đi, rồi các chế sẽ được đẹp thôi. Cái set xanh này có chế nào lấy không vậy? Rồi ra chúng dài luôn là sao? Được nhé chị Linh Nguyễn nha. Ra chúng dài luôn. Rồi ra chúng dài luôn. Mấy mã này thì đúng rồi, tôi thấy như vậy tôi chia sẻ cho mấy bà không cảm ơn tôi thì thôi đi. Trời ơi. Mớ bụng thì đến cho em chị vớ bụng cho mà không chịu nữa. Rồi cái áo này nó bị sao ta? Nó bị lỗi không? Rồi váy đỏ nha. Váy đỏ phong xòe này, ai lấy đỏ chút đỏ 100k dễ thương lắm nha. Cái len này nó vừa phải mát lắm nha, không có nóng nha mọi người. Đây có cúc rất là dễ thương luôn. Ha ha, cũng đang định nói vậy nó mới ghê chứ. Rồi cái đỏ này bị lỗi rồi mấy má ơi. Lỗi. Cái bà này vui tính thích. Rồi cái váy này siêu đẹp nha. Váy này siêu đẹp, mấy bà như hốt nhanh tay luôn. Cái váy này là khách lấy có một cái là tôi không ship nè, 101 nhanh tay hốt. Cái này siêu đẹp luôn. Có một cái à. Cái này là váy len nhưng mà nó chụp ly nha mấy bà. 70-100kg mặc vừa luôn ha. Nhưng mà mặc lên rất đẹp.
Rồi, trẻ nào lấy chốt nhanh dùm em số 32. Số 32, chốt nhanh thì được nha, không là không có đâu, 101. Siêu phẩm luôn á. Số 32, màu xanh cũng đẹp nữa. Màu này ai cũng có thể mặc được hết. Đây, kèm theo dây đai nha mọi người. Len mà còn dập ly nữa, hiếm lắm luôn ha. 101, trẻ nào nhanh tay thì được, chậm tay thì hết. Số 32 nha. Đây, quá đẹp luôn ha mọi người ha. Váy len mà dập ly nha, len dập ly. Cái này sẽ sâu nha mọi người, sẽ sâu. Đây, sẽ hai bên. Nói trẻ nào lấy thì hốt đi. Trời ơi, đừng có để em phải để em lại mặc nha. Rất là đẹp luôn. Ôi trời ơi chị. Chị có lòng nghĩ hả? Sao vậy? Hồi trưa chị chốt cái áo xám hả phải không? Hồi sao mất nít? Sao mất nít rồi? Ôi trời. Vậy thì chị phải mua cho em một hộp kem tan mỡ nhanh chóng và gọn lẹ luôn chị ơi. Chia sẻ cho chị biết kiếm. Ủa? Chị mất nít như thế nào? Chị có cần lấy lại cái nít đó không? Nếu như mà nít rất là quan trọng á thì em bảo chứ thằng nhóc này nó lấy lại cho, chắc khoảng tầm vài trăm ngàn thôi. Còn nít nó không quan trọng thì thôi khỏi lấy nữa nha chị. Rồi không có ai lấy cái này hả? Em qua mẫu nha. Bye bye, đi ngủ đi mấy bà ơi. Chắc tôi cũng đi ngủ đây nè. Rồi body tím nha mọi người. Body tím nè, ai lấy chốt tím nè. Body tím. Body tím, ai lấy chốt tím. Đó, rất là đẹp luôn. Cực kỳ xinh. Em buồn ngủ rồi đó. Thôi em đi ngủ đây. Bye bye cả nhà luôn. Em còn mấy cái set này em like cho mấy trẻ luôn nha. Set 101 nè. Set thì xả luôn 101. Mọi người xem cái áo của nó quá xuất sắc nha. Áo đó nó may bằng ren trên này luôn, quá xuất sắc. Xả luôn 101. Rồi cái chân vẫy đây. Cái set này 65-70kg mặc vừa luôn ha. Size này 2XL nè. Đó, mà khoảng tầm 4 mấy ký mặc vừa luôn ha. Rồi ai lấy set 101 này chốt giùm em set 11. Set 11 nha. 150 xem 101 luôn nè. Set 11 còn ai thức không? Không ai thức nữa, em ngủ nha mọi người. Rồi set yếm nha, set yếm này là siêu đẹp. Set yếm này siêu đẹp nha mọi người. Set yếm siêu đẹp size 2, size XL 130k. Quá xuất sắc luôn nha mọi người. Phía trong nó lót lụa nha. Phía trong của này là lót lụa. Set 11 cho Gloria. Ok gái nè. Cái này phía trong lót lụa nha. Rồi 130k còn một set duy nhất nè. Còn một set này với một set size L nữa. Ai lấy thì chốt nha. Cái set đó không hạ, không có giảm được nữa. Rồi set đâu ta? Rồi ok, lo đi em. Đẹp lắm em ơi. Set 130 này hốt không? À cái xanh đó hả chị ơi, hình như cái yếm xanh đó hôm trước em chỉ có một cái rồi chị nói là chị không thích, chị chuyển về sao? Nè. Cái áo này nó là thun giấy nha mọi người. Nó là thun giấy mà nó dạng thun, nó gọi là cái thun gì á, mà hàng xịn lắm nha. Một cái thun này người ta đã bán làm ấy rồi. Cái bà thằng ấy của em á, mối lớn của em á, cái dạng thun này á, nhập cái số lượng lớn nó cũng hơn ấy, rơi vào tầm 7 rồi đó cả nhà. Mà bán ra ngoài nó phải tầm 100 mấy đổ lên nha. Rồi đây là cái set yếm của nó này, mặc nhá, mặc thử nhá. Ướm lên nha. 130 size L và size XL đó. Rất đẹp luôn. Đúng rồi, cái A set mà chị nói là set màu tím tím đó. Chị nói chị không thích đó. Chị nhớ không chị Liên Nguyễn? À chị. Đấy. Rồi yếm nè, có lấy không? Lấy thì chốt luôn chị nhé. Cái này rút được nha. Đẹp lắm. Có size XL và size L. Em lấy cái size nào em nói với chị size đó luôn.
phía trong này lót lụa nha mọi người, 130k phía trong lót lụa nha, xịn lắm. Nè cái thun nè, thun này co giãn cực kỳ tốt luôn, bao giặt thoải mái luôn, co giãn cực kỳ tốt. Lấy thì chốt dùng chị chép nha, chép yếm nha, đẹp lắm á. Em có size L và size XL đó, em thích size nào thì em lấy size đó thôi. Tại vì chị thấy nó cũng thoải mái lắm, không bị chọc đâu nha. Set này nó là set foam suông chứ không có phải là set foam bao lì đâu. Xịn lắm, cái set này quá xịn luôn á. Gái lấy set nào nói nhanh để chị cần ghi nha. Nha mấy chế, size 2XL. Cái này nó có cụm dây nơ ở đây ha. Nó có cụm dây nơ ở đây nha, rất là xinh luôn. Đây, size 2XL. Chạy đâu rồi? Rồi chân váy đây. Rồi chế nào mà vừa size 2XL này thì hốt ngay lập tức cho em set này 101 luôn nha. Xem 101 trên váy là lụa nha. Kèm theo áo khoan rất là đẹp. Chế nào vừa thì hốt nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Chế nào mà này mà không sợ mà người kho to thì quá đấy, cái này quá xứng luôn. 65kg mặc vừa ha. Xét yếm này. Xét yếm này em có lấy không? Em đâu rồi? Nguyễn Thương ơi. Rồi em có xét này nữa nè. Xét này còn một xét nè. Quần nha, quần hoa form rộng nha. Cái này khoảng tầm 55kg, 1m6 độ lại nha mọi người. Quần hoa nè. Áo màu vàng, áo là áo thun xuất hàng luôn nha, màu vàng nè. Rồi 1m6 55kg đồ lại mặc vừa. Rồi ai lấy set này chốt giùm em nha. Rồi cái này em sale cho các chị giá 90k, ai lấy chốt giùm em ha, set vàng. Set vàng 90k. Đó, ai lấy chốt set vàng luôn, quá đẹp, quần ống rộng nha. 1m6 55kg đồ lại mặc vừa. Siêu đẹp luôn. Còn ai thức không? Thôi em ngủ đi. Các chị không thức nữa là em cũng đi ngủ chứ em thức với ai. Em bán này. Ôi trời ơi, đây. Xuất sắc nhức nhối luôn. Là quần. Không. Set nào là quần? Đúng rồi, set vàng đó là quần nha Nguyễn Thương. Rồi, xuất sắc nhức nhối, áo đây. Đẹp ha. Phải nói là đẹp, bông hoa. Bông hoa. Thấy chưa mọi người? Rồi, đây. Nó là cái hàng siêu phẩm luôn, phải nói là siêu phẩm size M. Rồi. Siêu phẩm size M nha mọi người, set yếm. Set yếm này sale giá cho giá các chị là 130k một set thôi. Rồi hôm trước em nói là về em tìm đâu không thấy cái set này, mọi người thấy nó dài không? Rất là dài, rất là đẹp nha. Rồi cái này có thể rút lên rút xuống được nha mọi người. Cái dây này rút lên rút xuống 130. Chế nào lấy set yếm này chốt nhanh tay dùm em ha. Số 15. Số 15 nha mọi người. Số 15. Ai chốt nhanh thì được nha. Tại vì nó quá đẹp luôn ấy. Nó rất là đẹp. Xem mờ nha mọi người. Chờ xíu. Ai chốt? Nguyễn Thương chốt rồi. Bà không vừa đâu bà ơi. Cái này quá đẹp luôn nhưng bà không vừa đâu. Sao vừa được? Cái này size M mà. Bà đâu có vừa được. Không vừa được. Tôi bảo bà rồi. Bà hiện bạn bà thức từ nãy giờ với tôi đó hả? Sao bà im lặng vậy?
Bà không nói năng gì hết vậy? Sao mà tự nhiên bà sao bà tự nhiên xuất hiện một cách đùng đùng thế? Đẹp lắm nha mọi người. Rồi, cái này Nguyễn Thương chốt ok không chị nhé. Siêu đẹp luôn á em. Cái quần này là cái vải này, nó là vải kaki lụa, rất đẹp luôn. 130. Đây không ạ? Eo không có vừa không? À vậy hả? Đang tắm hả? Bạn nào vậy mà đang tắm má? Quần nha mọi người, size này size 2XL quần nha mọi người, quần 70k. Ai lấy quần chốt dùm em mã quần nha, quần 70k. Quần 70k, ai lấy quần chốt dùm hình mã quần 70k. Đang tắm. Đang tắm mà tôi nghe thành đang tắm á. Quần 70k, quần ống rộng 70k, size 2XL, ai lấy quần chốt mã quần. Rồi, ai lấy cái set này chốt nhanh tay nha. Set này là size 3XL nha các tình yêu. Set này là size 3XL dành cho những chị nào 70, 70 mấy ký mặc vừa rồi. Cái set này em sale cho các chị giá siêu đẹp luôn nha. Giá siêu đẹp 101 luôn, dành cho những chị nào 70 ký độ lên mặc vừa, set yếm nha mọi người, set yếm hoa 70 ký độ lên nha. 3XL này khoảng tầm 70 đến 75 ký mặc đẹp nha. Rồi, cái này có mẫu mặt đó. Ai lấy thì chốt cho em xét hoa 130 à 101 nhá, 101 luôn. Hoa 101, chị nào lấy thì hốt nhanh vừa thì lấy đi ạ. À. Đừng có suy nghĩ gì. Tại vì hiện tại là những cái set này size to nó rất là hiếm luôn, hiếm cực kỳ nha. Mấy bà ơi, mấy bà đâu hết rồi? Mấy bà còn có nhiều người xem lắm luôn đấy mà sao thấy chạy phần mấy anh chị em vậy? Nữa bà ơi, nãy tôi thấy cái quần á mà không biết cái áo nó ở đâu rồi á, mà không biết là cái set nó size nó là size bao nhiêu nữa. Rồi vải nha, vải có mũ nè. Rồi vải có mũ này là gieo 100 luôn. Trẻ nào lấy vải có mũ này chốt dùm em ha. Má số 5. Má số 5 nha mọi người. Má số 5 gieo 100 luôn ha. Free size 65kg đồ lại mặc vừa ha. Free size 65kg đồ lại mặc vừa, 100 luôn sale. 101 sale 100. Số 5 đẹp cực kỳ, nhanh tay sao chả ai comment gì vậy? Cái váy có mũ này đẹp mà, xem cái quăng qua kia. Váy hoan hả chị ơi, váy hoan em không biết là còn hay không nữa rồi. Cái này sale 100 luôn, có đá ở hai bên nha, với đá ở cổ nha mọi người. Co giãn cực kỳ tốt luôn ha. Cái này khoảng tầm 1m6 57kg đồ lại mặc ok. Form body nha, ai lấy thì chốt giùm em nha. Má số 12. Má số 12, 12 bằng tay nha mọi người, đính bằng tay. Sọc tím 100k luôn, sọc tím phông dài nha, sọc tím phông dài. Chả lẽ tôi để tôi mặc cái này, quá mê luôn ấy. Có màu xanh rêu và màu tím nha. Ôi đẹp,
nhức nhối luôn. Cái này mặc miền Nam thoải mái nha, rất mát luôn nha các chị. Rồi các chị nhìn form em mặc nè, có 100k thôi, các chị không hốt là uổng cuộc đời luôn nhá. Lên form rất là chuẩn đẹp luôn nè mọi người, thấy không ạ? Lên form rất là chuẩn đẹp luôn, rất là đẹp luôn ha. Co giãn cực kỳ tốt nha. Mặc những cái form body len này mặc thoải mái luôn đi, tại vì nó rất là mát nha. Cái chất này rất là mát luôn, không bị nóng, tại vì nó rất là vừa phải, không quá dày và cũng không quá mỏng. Có sọc tím và sọc xanh rêu, cái nào lấy sọc nào, chốt sọc đó, 100k. Chào chị Diễm Thúy. em like nhưng mà em dở. Cái này có kêu hôm nơ nha mọi người, sale nha. Lấy xám này em sale giá siêu sốc cho các chế luôn, 85k. Chế nào lấy xám chốt xám luôn. Xám có nơ, dưới có đuôi cá nha mọi người. Xám có nơ, dưới có đuôi cá, sale 100k luôn ha. Ai lấy xám chốt xám nha, 85k thôi. Đó, sale 85 chứ nhầm. Đó, cái form này 57-60kg mặc thoải mái giùm em. Thôi em đi ngủ đây, tự nhiên đau bụng quá. Phải đi ngủ cấp. Rồi, cái body này quá đẹp luôn, không ai lấy em sẽ để mặc nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream đến giây phút hiện tại này. Ngày mai mọi người có thể dõi tiếp nhé. Ngày nào cũng sẽ có những cái gọi là quà tặng bất ngờ luôn. Bye bye cả nhà.